Xin chào các bạn, lại là mình đây. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình trong hàng vạn kênh khác. Trước khi vào chuyện, mình mong các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để tạo thêm nhiều động lực để mình có thể ra nhiều video hay hơn. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Tao nghe Tịch Dao nói sáng nay đột nhiên hoàng thượng đến đại lý tự, rồi người nhà của nhân chứng cũng được cứu ra. Mấy ngày nay ngươi cũng bí hiểm lắm, có phải là có liên quan gì đến chuyện này không? Không thể nói được. Nếu ta mà nói thì bá Diên huynh sẽ không tha cho ta. He he. Cô ấy cười lên, không ngờ cũng sinh ra vết. Quả nhiên là có liên quan đến các người. Đã lỡ nói một nửa rồi thì nói nốt đi. Chết rồi, lỡ mồm rồi. Sợ chạy có kịp không nhỉ? Còn muốn chạy, từ nhỏ đến lớn có lúc nào ngươi chạy thoát khỏi bàn tay ta đâu. Nói hay không hả? Cảm giác êm ái này là... Ta nói, cùng mau buông tay ra. Chính bá Diên ca ca đã sai người đi cứu người nhà của nhân chứng, và cũng chính huynh ấy mời hoàng thượng đến. Huynh ấy nói là phải âm thầm giúp đỡ chị dâu, không nói cho chị dâu biết, ta cũng không biết huynh ấy nghĩ cái gì nữa. Hóa ra là vậy. Muội không được nói chuyện này cho chị dâu đâu nhé, bá Diên ca đã đặc biệt dặn dò ta không được nói cho bất kỳ ai. Hôm sau, vốn dĩ muốn có thêm mấy ngày nhưng mà... Mẹ yên tâm, mấy hôm nữa con lại về thăm mẹ, chỉ là sao sắc mặt mẹ càng ngày càng không tốt thế. Là mấy hôm trước nổi gió đột nhiên thấy người hơi khó chịu chút thôi, không sao cả. Vậy con xin phép. Về đi. Sao tỷ tỷ lại trốn lên xe ta thế? Sao không xuống chào hỏi cha ta một câu? Thôi, không biết cha ta đã nói gì với cha muội. Từ khi ta về, mỗi lần nhìn thấy ta, cha muội đều kéo ta đi gặp đàn ông. Gặp đàn ông? Hiểu rồi, xem ra là cha tỷ muốn cha, ta làm ông mối. Trong lòng tỷ có ai chưa, nếu không có thì thử chút xem sao. Người trong lòng á? Ai có người trong lòng cơ? Không nhắc chuyện này nữa, ta đến là để nói cho muội biết. Từ chỗ Nam Cung Nguyệt ta biết được, hôm qua người đã mời hoàng thượng đến và cứu người. Nhà nhân chứng chính là Cẩn Vương. Cẩn Vương không muốn để hắn nói cho bất kỳ ai, đặc biệt là muội. Vì vậy muội đừng có đi hỏi Cẩn Vương là tại sao lại giúp muội, không thì tên tiểu tử Nam Cung sẽ thảm lắm đấy. Cẩn Vương phủ. Sao người ấy lại giúp mình như vậy, rất muốn hỏi mà lại không được hỏi. Tìm ta có việc gì? Tiểu thư, cái đó làm xong rồi ạ. Cái nào? Cẩn Vương phủ. Đây là gì? Ta chưa từng nhìn thấy loại ghế này bao giờ. Lại thế nữa rồi. Tại sao lại đặc biệt làm chiếc ghế này cho mình? Cơ mà ngồi ghế này cũng thoải mái thật đấy. Phải dùng như thế này này. Còn có thể thế này nữa. Chuyện này... Ngài thấy dùng nó thay cho công cụ đi lại thì thế nào? Quả nhiên là chán ghét đôi chân mình. Ai bảo nàng tự ý quyết định như vậy? Không thích dùng thì thôi. Tiểu thư, cứ tưởng sẽ được nghe lời khen ngợi của con người này, không ngờ nhiệt tình như vậy lại chỉ nhận được sự lạnh nhạt tức giận. Thế mà nãy mình còn cảm động chuyện ngài ấy đã giúp mình. Vương gia, đây là do tiểu thư đích thân thiết kế ra đấy ạ. Tiểu thư vẽ đến đỏ cả mắt, thế mà ngài lại giận dỗi. Biết rồi, người lui xuống đi. Tại mình đã phản ứng quá khích. Đây là do tiểu thư đích thân thiết kế. Vương gia, chiêu vân quý phi mời ngài và vương phi vào cung. Tại thời điểm mấu chốt này mà lại gọi mình vào cung. Nhưng hả, đi gọi vương phi chuẩn bị vào cung. Cẩn Vương phủ. Không khí ngượng ngập quá, hay là nhắm mắt giả vờ ngủ. Buồn ngủ thì ngủ đi. Xe ngựa đung đa đung đưa là mình cũng có chút buồn ngủ thật. Đây là cảnh tượng kiếp trước mình bị hành hình. Mình đang trở lại kiếp trước hay là đang trong mộng? Vậy cái người đã cứu mình, lần này mình có thể nhìn rõ mặt người đó không? Kiếp trước cái người đã cứu mình rốt cuộc là ai?
Dừng! À! Đáng ghét, trong mộng suýt nữa đã có thể nhìn thấy mặt của người đó rồi. Vừa nãy ngài ấy dùng tay đệm đầu để mình, để đầu mình không bị va đập. Vừa nãy thuộc hạ tránh một đứa trẻ nên phải dừng xe gấp. Vương gia không sao chứ ạ? Chúng ta không sao, mời đi thôi. Chiêu Dương cung. Hôm qua hạng thượng đã đưa binh phù cho Cẩn Vương, chỉ cần lấy được binh phù từ tay Cẩn Vương thì điện hạ có thể kê cao gối mà ngủ thật ngon rồi. Đâu có dễ thế, ngay từ nhỏ thất đệ đã không thân thiết với ta, từ đó đâu phải là thứ muốn có là có được. Thất đệ, hắn đã nghe thấy chưa? Thất đệ, chiếc ghế này của đệ thật độc đáo lại tiện dụng, người làm ra nó đúng là khéo léo, ha ha. Tam ca, ghế này là do Vương Phi làm cho ta đấy, huynh muốn khen thì khen cô ấy ấy. Trở mặt nhanh thật, lúc trước lại đâu có thái độ như vậy. Không ngờ Tịch Dao lại tâm huyết với cái tên quẹ cục này như vậy. Chiều Vương Quý Phi mời hai vị điện hạ và Cẩn Vương Phi vào cung. Xin nhục Vương Phi dừng bước, Quý Phi nương nương không mời người vào điện. Mời người theo nô tỳ sang điện bên cạnh uống trà. Mình và Tịch Dao đều đã Vương Phi, sao Quý Phi lại phân biệt đối xử như vậy? Tịch Dao đáng ghét, ngay cả khi đã thành hôn vẫn có thể chèn ép mình. Chiếc ghế này thật đặc biệt, không cần hành lễ. Bổn cung nói thẳng luôn nhé, hãy giao lại binh phù cho bổn cung. Binh phù? Thứ lỗi cho Hà Nhi không thể tuân mệnh, Hà Nhi chỉ bảo quản thay, cũng không biết bao giờ phụ hoàng sẽ lấy lại. Sau này nhớ phụ hoàng lấy lại mà Hà Nhi lại không đưa ra được, đến lúc đó liên lụy đến mẫu phi thì là Hà Nhi bất hiếu rồi. Đừng lấy cớ, chuyện này sau này thì sau này tính, không mượn còn phải bận tâm, bổn cung tự biết chừng mực. Con chỉ cần giao binh phù lại cho bốn cung là được. Tao muốn có mà con không đưa, đây mới là ngỗ nghịch bất hiếu. Xin người thứ lỗi, cho con không thể làm theo. Binh phù không thể đưa cho bà ấy được, nhưng bà ấy lại là mẫu phi của mình. Binh phù không ở trong tay con. Thế thì ở đâu? Ở bấm nương nương, binh phù do con cầm, con bảo quản thay chuyện ấy. Cung Chiêu Dương, xem ra ngài ấy không muốn giao binh phù cho Chiêu Quân quý phi nhưng lại không tiện từ chối. Khởi bấm nương nương, binh phù đang ở trong tay ta. Hả? Bao đưa ra. Nếu mình đưa cho bà ấy thì sẽ rơi vào tay Dục Vương cho mà xem. Binh phù nằm trong tay Cẩn Vương vẫn là có lợi cho phủ tướng quân nhất. Ta không thể đưa người được, xin người thứ tội. Xem ra phủ tướng quân sao lại binh phù chẳng qua chỉ là chiêu lừa để tiếng. Phủ tướng quân các ngươi vẫn chỉ muốn nắm binh quyền trong tay mình mà thôi. Trong mắt ngươi còn có hoàng thất không? Chính bởi vì trong lòng thần thiếp có hoàng thượng, có mẫu phi nên mới không thể giao binh phù ra được. Từ cổ chí kim, hậu phi không thể can thiệp triều chính. Nếu để triều thần biết được người can dự chính sự thì đó chính là lỗi của thần thiếp rồi. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt đúng không? Ồ, chỗ này của tỷ tỷ náo nhiệt thật đấy. Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Chúng ta đang bàn về chiếc ghế mới của thất đệ. Trên ghế có lắp bánh xe đúng là rất đặc biệt. Đáng tiếc là chất liệu gỗ lại quá bình thường. Phải biết là chất gỗ cũng như chất người, phân làm dăm bảy loại. Cho dù bên ngoài hoa lệ mới mẻ thế nào cũng không che đậy được sự quê mùa từ trong xương cốt. Cũng đúng, chất liệu gỗ tầm thường thế này đúng là không xứng với thân phận của thất đệ, để người chê cười rồi. Chẳng lẽ Dục Điện Hạ không hiểu là Lan Phi đang nói bóng gió Chiêu Vân Quý Phi sao? Lời này của Lan Phi có chút vấn đề, trước khi tiên đế khai lập Giang Sơn cũng từng có xuất thân bình thường, chẳng lẽ người đang nói bóng gió tiên đế sao? Ta đâu có, người đừng có nói bậy. Trưởng bối đang nói chuyện, người xen vào cái gì hả? Đừng tưởng nó đỡ ta vài câu là ta phải cảm kích người. Ta cho ngươi chút thời gian suy nghĩ cho kỹ, nếu không thì đừng trách ta ra tay tàn độc. Ra tay tàn độc, đây là lời của một người mẹ nói với con mình sao? Hôm nay đến đây thôi, hai người về đi. Cơn gió nào mang Lan Phi mùi mũi đến đây vậy? Hoàng thượng thưởng cho ta vải tơ lụa, ta đang muốn may chút y phục cho Trường Lạc, đang đau đầu suy nghĩ nên may kiểu dáng thế nào. Chúng ta về thôi. Lan Phi đến một cách kỳ lạ, thái độ của Chiêu Vân Quý Phi đối với vương gia cũng rất kỳ lạ.
trước đây Lan Phi có thân phận thế nào? Bà ấy là em gái dòng chính thất của Thẩm thừa tướng, còn thân phận của mẫu phi ta thấp kém, hoàn toàn nhờ vào sự sủng ái của phụ hoàng mới ngồi lên được chức quý phi. Thảo nào, Tịch Giao tỷ tỷ, ta muốn hỏi tỷ một chuyện, ta có thể nói chuyện riêng với tỷ một chút không? Công chúa Trường Lạc. Ta nghe nói các tỷ vào cung, rồi ta đặc biệt mời mẫu phi đưa ta vào cung Chiêu Dương, chính vì muốn hỏi tỷ. Sở đại ca thế nào rồi, vết thương đã đỡ hơn chưa? Đều chỉ là vết thương ngoài da thôi, đã đi lại bình thường được rồi. Sao một đột nhiên muội lại quan tâm đến ca ca ta vậy? Một công chúa luôn trong thâm cung làm sao biết được tình hình gần đây của công tử phủ tướng quân? Ta không có. Ta đi đây, hôm khác sẽ đến thăm tỷ. Chẳng lẽ lại như vậy? Sau bữa trưa đột nhiên Chiêu Vân quý phi nương nương cảm thấy không được khỏe, mời Cẩn Vương điện hạ chép kinh về chữ hiếu 100 lần để chúc phúc cho quý phi. Cái gì? Mời điện hạ hãy sớm bắt đầu ạ. À, ta đã chuyển lời của nương nương xong rồi, xin phép cáo lui trước ạ. À, đúng rồi, nương nương nói phải vừa quỳ vừa chép mới có thành ý, như vậy thì lời cầu nguyện mới đến tai thần linh được. Đừng nghe lời bà ấy biết chân ngài bị thương mà còn yêu cầu ngài quỳ chép. Nàng quan tâm đến ta như vậy sao? Ta đi ngủ đây, tùy ngài, ngài thích chép thì chép. Chiêu Vân quý phi thật quá nhẫn tâm, tại sao lại đối xử với Cẩn Vương như vậy? Nhưng mà chắc là ngài ấy có nghe lời mình và không quỳ để chép đâu nhỉ? Kệ đi. Ngài ấy không có ở đây. Bên cạnh không có dấu vết đã được nằm, giường cũng mát. Cẩn Vương điện hạ đâu? Ngày ấy, vương gia đang ở trong thư phòng. Thư phòng? Tình ngốc này, thật sự quỳ cả đêm, viết cả đêm. Chiêu Vân quý phi làm như vậy để trả thù ngài, ngài có cần chân của mình nữa không đấy? Đừng viết nữa. Mình hại ngài ấy mất công chép rồi. Nhưng hả, số sẽ viết hỏng, qua một thời gian nữa người đem đốt qua kính tự đình nhé. Vâng, vốn dĩ ta có thể đi ngủ ngay bây giờ, nhưng giờ lại phải chép thêm một canh giờ nữa rồi. Vậy thì thật lòng xin lỗi, ngài thích chép thì chép, ta không có xin lỗi đâu. Có hiếu mù quáng, hết thuốc chữa. Đông Nhi, chúng ta đi thôi. Tiểu thư, chúng ta về thôi, chắc điện hạ sẽ không vui đâu. Mặc kệ ngài ấy, cơ thể của mình mà còn không biết tự yêu quý. Tiểu thư! Mau chạy, ngựa bị sợ hãi. Có người bị thương rồi, mau đến khống chế con ngựa điên này đi. Huynh, không sao chứ? Ta không sao. Tiểu thư, chúng ta mau đưa ngài ấy đến y quán thôi. Đại phu đâu? Hôm nay ở chùa Tây Sơn có hội chùa, ta đã cho người của y quán nghỉ để đến tham gia hội chùa rồi. Ta tự bốc chút thuốc là được rồi. Ngài đang bị thương, làm vậy đâu có tiện. Để ta đi tìm đại phu khác. Nhà đầu này thật hấp tấp, tình hình ta thế nào ta tự rõ nhất. Huynh định lấy cái này ư? Vậy phiền cô hãy trộn thật nhiều thuốc, thật đều thuốc trong bình này và bình bên cạnh với nhau. Được rồi, uống đi. Hay là cô tránh đi một lúc, hoặc là đợi đại phu mà Đông Nhi mời đến rồi tính. Uống thuốc có gì mà phải tránh, chẳng lẽ đây là thuốc qua bên ngoài? Ơ
Vương Phi đâu rồi? Ngươi có cho người đi theo không đấy? Chưa cho người theo ạ. Theo ngầm thì sao? Ngài không dặn nên chưa cho người theo ạ? Nô tài tưởng là Sa đã yên tâm với Vương Phi. Yên tâm? Người thấy ta đã yên tâm với ai bao giờ chưa? Vâng, nô tài hiểu rồi ạ. Cởi áo ra để ta bôi thuốc cho huynh. Huynh tự cởi hay là để ta cởi? Ta tự cởi. Cô ấy còn không ngại thì một nam tử như mình có gì phải căng thẳng. Tại sao huynh lại cứu ta? Người làm nghề y phải có lòng nhân từ. Đổi lại là ta, đổi lại là ai thì ta cũng sẽ làm vậy. Hơn nữa dù sao thì ta cũng không có vấn đề gì. Dùng lực mạnh quá, đau quá. Thường ngày ở Cẩn Vương phủ cô cũng hầu hạ bá nhiên như vậy sao? Không, không đến lượt ta hầu hạ ngày ấy. Tại ta thấy động tác của cô cũng khá thuần phục. Mấy cái đơn giản này nhìn một lượt là biết ấy mà. Ha ha, đây là do kiếp trước mình hầu hạ Tư Không Thánh dục quen rồi nên mới vậy. Bôi một lượt là được rồi. Nghe nói cô kiểu đó. Nghe cô nói kiểu đó, chẳng lẽ cô với bá Diên sống với nhau không hợp. Thật ra con người bá Diên rất tốt, chỉ là tính cách có chút trong nóng ngoài lạnh. Huynh đang nói giúp ngài ấy đó à? Lúc nào sắc mặt của ngài ấy cũng rất lạnh lùng. Đúng là bên ngoài khá lạnh lùng, nhưng chưa biết chừng bên trong cũng lạnh lùng nốt cũng nên. Ta và bá Diên quen nhau cũng nhiều năm rồi. Huynh ấy thật sự là một người rất dịu dàng. Ngày trước chúng ta đều tưởng rằng bá Diên sẽ thành hôn với thế sự khó lường. Cuối cùng thì hai người lại thành hôn rồi. Hy vọng hai người có thể bên nhau mãi mãi. Bá Diên thành hôn với ai cơ? Ôi, thôi không nói nữa, dù sao cũng là chuyện của quá khứ. Tiểu thư, đại phu đến rồi đây ạ. Huynh ấy bị thương thế nào rồi? Vừa nãy Nạp Lan công tử bị va đập với lực mạnh, có lẽ là cơ quan nội tạng cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà sau này chú ý nghỉ ngơi chắc cũng không đáng ngại. Nãy ta đã bảo là không có gì đáng ngại mà, giờ thì cô đã yên tâm chưa nào? Rõ ràng là đại phu đã trả lời theo ánh mắt của huynh ấy. Nội tạng bị ảnh hưởng, nghỉ ngơi một thời gian là được á, sao có thể dễ dàng như vậy được? Sao vậy? Không có gì, ta thấy trên vai huynh có bụi nên vỗ đi ếm mà. Giờ không còn sớm nữa, cô là thân con gái, mau về đi, không nên chậm trễ nữa. Được, vậy bọn ta về trước đây, nhân tiện tiễn đại phu luôn. Huynh chịu khó tĩnh dưỡng, mai ta lại đến thăm. Cô không cần phải... Sao lại nói là không cần? Hôm nay huynh đã cứu ta, là ta đang nợ ân tình của huynh, coi như là ta báo ân cho huynh đi. Vừa nãy đọc ý nghĩ kết quả đúng như mình suy đoán. Nạp Lan Tuần vì không muốn để mình lo lắng nên mới cố ý bảo đại phu nói đối mình để yên tâm. Thực ra nội tạng huynh ấy bị tổn thương nặng, về sau rất có thể sẽ để lại di chứng, rất khó đi điều trị. Nếu không phải vì cứu mình, huynh ấy sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Ba ngày đã đi đâu vậy? Ra ngoài dạo lên tinh thôi. Đi dạo đến cái giờ này hả? Cũng không có gì, vì xảy ra chút chuyện nên về muộn một chút thôi. Chuyện gì vậy? Chỉ là chuyện không quan trọng thôi. Sao ngài ấy lại truy hỏi đến cùng như vậy nhỉ? Vậy sao? Ngài! Vậy đó là gì? Không ngờ ánh mắt của ngài ấy lại sắc bén đến mức như vậy. Hôm nay trên đường ngựa sợ hãi nên nhảy loạn, có người bị thương, đây là vết máu của người bị thương đó. Nếu sau này nàng còn dây dưa với bất kỳ người nào ngoài bổn cung, ngoài bổn vương, đang uy hiếp mình đó sao? Nhưng tại sao ngài ấy lại nói như vậy? Chẳng lẽ ngài ấy đã biết gì rồi sao? Không thể nào, tình huống hôm nay cấp bách như thế, nếu ngài ấy phái người đi theo thì không có lý nào lại không cứu mình. Hơn nữa mình không tin là con người này đã đánh rỗ đến mức cử người đi theo dõi mình cả ngày, chắc là do mình nghĩ nhiều rồi. Hình như điện hạ xem ta có giá quá rồi. Ai mà chả biết ta không có sắc không tài, vừa ngốc vừa ít hiểu biết. Chỉ cần là người có chút đầu óc là sẽ không thèm yêu thương ta đâu. Bữa nay, trước nay nói gì bổn vương cũng chỉ nói một lần thôi, tốt nhất là nàng nên nhớ cho kỹ. Chuyện này, ngày hôm nay tạm thời cho qua. Nàng cất cái này đi. Vinh phụ, sao lại đưa cho ta?
sao lại đưa ta cái này? Nếu ta đã nói với mẫu phi là binh phụ do nàng cất giữ, thì hôm nay ta đưa nó cho nàng. Ta không thể giữ nó được, đây là vật hoàng thượng đưa cho ngài bảo quản, sao có thể đưa cho ta được? Vậy nếu bổn vương nói với nàng, binh phụ này là một khi đã giao cho nàng, thì là của nàng, nàng có thể toàn quyền chi phối thì sao? Trong ánh mắt ngã có ý thăm dò, hơn nữa trong lời nói còn có ngụ ý, rốt cuộc là ngã có mục đích gì, là đang muốn thăm dò mình hay sao? Đi hả? Một nữ nhân như ta cần binh phù để làm gì? Ta cần nó để chi phối gì được? Hoặc là nàng cũng có thể giao nó cho người khác, người mà nàng muốn giao ấy. Nếu thế này mà còn không hiểu ý ngã ấy thì quá ngu. Ngã ấy cho rằng mình sẽ giao binh phù cho Tư Không Thánh Dục. Thôi, không cần tức, vốn chỉ thân phận của mình đã nhạy cảm rồi. Mình đem binh phù giao cho hoàng thượng, sau đó lại về tay ngã ấy. Ngã ấy muốn thăm dò mình có thể không cảm được. Mà có thể thông cảm được. Bẩm vương ta, Châu Công Công đến ạ. Để hắn vào. Sao cái tên thái giám này lại đến nữa? Quả nhiên là đã cẩm. Vương gia, ta đến truyền lời của Chiêu Vân quý phi đương đương. Nương nương hỏi ngài đã biết sai chưa? Ta sai ở đâu? Nương nương nói nếu con biết làm sai, phải sửa, thì phi điện hạ tiếp tục bị chép bạn về chữ hiếu thêm 100 lần để cầu phúc cho nương nương. Được. Biết sai phải sửa, là đang muốn nói đến chuyện giao nộp binh phù sao? Ta xin phép cáo lui. Lúc đó sự tình cấp bách nên ta tạm giữ lại. Giờ trả vật về với chủ cũ của nó. Giờ muộn rồi, ta phải về ngủ. Điện hạ thích chép thì cứ chép đi. Những ngày sau đó, Châu Công Công vẫn tiếp tục đến truyền lời của quý phi. Cẩn vương cũng làm đúng như lời quý phi, ngày ngày quy chép bàn về chữ hiếu. Ta bực mình với sự cam chịu đó, nên đi linh tinh cho khuất mắt, hàng ngày đều đến thăm Nạp Lan công tử. Vương phi lại đi đâu vậy? Dạ, mấy ngày nay vương phi đều đến y quán của Nạp Lan công tử. Y quán? Sợ thật, ánh mắt của vương gia thật đáng sợ. Dạ, hôm đó Nạp Lan công tử vì cứu vương phi nên đã bị ngựa đá trọng thương. Nô tài cho rằng chắc là vì cảm thấy áy náy nên vương phi mới thường xuyên đến thăm Nạp Lan công tử. Người nói là Nạp Lan Tuần đã cứu cô ấy. Ta bảo ngươi theo dõi cô ấy, và ngươi theo dõi kiểu đó à? Khi thấy cô ấy gặp nguy hiểm ngươi phải cứu ngay lập tức chứ, sao lại để cho kẻ khác chiếm chỗ thế? Kẻ khác chiếm chỗ? Dạ, ngài và Nạp Lan công tử chẳng phải là bạn thâm giao sao? Sao lại cảm thấy... Bổn vương và Nạp Lan Tuần có phải là bạn thâm giao hay không? Không đến lượt ngươi chất vấn bổn vương. Ngày càng không hiểu được tính cách của vương gia, nhưng mà sao lần nào cũng đều liên quan đến vương phi nhỉ? Tiếp tục theo dõi vương phi cho ta. Nếu còn để kẻ khác chiếm chỗ thì ngươi cứ liệu hồn. Vâng. Vương gia toàn bắt mình phải làm mấy chuyện này. Nếu trong lòng quan tâm sao ngã không thể hiện ra. Như vậy có thể khiến quan hệ giữa vương gia và vương phi tốt đẹp hơn mà. Vương gia đúng là kiểu chết cũng phải giữ thể diện. Cảm ơn, hôm nay cô đến sớm vậy. Dù sao cũng rảnh, chẳng có việc gì làm mà. Huynh đang làm gì vậy? Xoa bóp chân cho thúc ấy. Đại thúc, chân của thúc bị sao vậy? Chân của ta ấy à, mấy năm trước đi cắt lâu, sậy, ngâm chân trong nước ruộng quá lâu nên bị nhiễm lạnh. Hồi mới bệnh mấy trận bị mất đi chi giác. May được Nạp Lan công tử chữa trị nên giờ coi như cũng đi lại được một chút. Cứ xoa bóp vậy là sẽ đỡ sao? Như vậy có thể giảm đau cũng có thể đả thông những mạch máu bị tắc, sẽ làm phục hồi nhanh hơn. Trên chân của chúng ta có rất nhiều huyệt đạo quan trọng, chỉ cần nắm vững được những huyệt đạo này là có thể chữa trị hiệu quả. Huynh đã xoa bóp cho điện hạ như thế này bao giờ chưa? Có chứ, cứ cách vài ngày là huynh ấy sẽ đến một lần. Chân huynh ấy bị thương rất nghiêm trọng, thời gian đầu không thể đứng dậy được một chút nào, sau đó ta giúp huynh ấy xoa bóp bốc thuốc. Mấy năm nay coi như đã phục hồi được khá tốt. Nhưng tính cách của huynh ấy vô cùng cứng đầu, đến khi nào đau đến mức gần như không thể chịu đựng được nữa, mới đến đây bảo ta bóc cho chút thuốc giảm đau. Ngày ấy chưa từng thể hiện rất đau đớn ở trước mắt ta bao giờ. Hài, cũng phải thôi, tính cách huynh ấy quá cứng đầu, cho dù đau đến chết cũng không kêu đau lấy một tiếng. Đợt trước huynh ấy đau đến phát ngất, sau đó nhân hạ phải cố cổng huynh ấy qua đây đấy.
Sao người ấy lại như vậy? Huynh ấy chưa từng tỏ ra yếu đuối trước mặt ai. Có lẽ đó là bản tính, cũng có thể là do hoàn cảnh từ nhỏ lại luyện nên tính cách đó. Nó mới nhớ, cũng đã mấy hôm rồi chưa thấy huynh ấy đến đây. Hay là cô cũng học cách xoa bóp để làm cho huynh ấy? Ta xoa bóp cho ngài ấy á. Không ngờ cô lại kinh ngạc như vậy, hai người đã thành thân rồi, xoa bóp cũng là bình thường thôi mà. Nhưng mình và Cẩn Vương đâu có giống những gì huynh ấy nghĩ. Hay là do cô có xuất thân là thiên kim tiểu thư nên không muốn làm những chuyện như vậy? Sao có thể như vậy chứ, không phải là ta không muốn, mà là người ta chưa chắc đã đồng ý. Tất nhiên là ta biết cô không phải là loại người đó, ta chỉ đùa thôi mà. Cô rất biết dùng lực bàn tay, nếu xoa bóp cho huynh ấy nhất định sẽ làm rất tốt cho mà xem. Dù sao hai người cũng đã thành hôn rồi, chân của huynh ấy mà khỏi thì cũng có lợi cho cô mà. Không thèm nghe huynh nói liên thiên đâu. Cứ cảm thấy lời nói đó của huynh ấy rất có hàm ý, cả cái nụ cười ý tứ sâu xa kia nữa, ý là sao? Không trêu cô nữa, rốt cuộc có định học hay không đây? Vừa hay có vị đại thúc này ở đây, ta sẽ dạy cô nhận biết các huyệt đạo. Học. Cảm ơn Nạp Đan công tử. Lúc về nhớ chườm nóng và uống thuốc đúng giờ nhé. À mà, đây là thuốc giảm đau, cô mang về cho vương gia đi. Lâu lắm rồi huynh ấy không đến đây, cầm về có lẽ sẽ có ích đấy. Đây là nhân vật từng lẫy lừng nổi tiếng cả Bắc Minh sao? Thế mà giờ đây lại trở nên như vậy, còn bị mẹ đẻ của mình giày vò chỉ vì không chịu giao ra binh phù như thế. Ngài đã từng nghĩ đến chuyện chữa khỏi đôi chân chưa? Ánh mắt đó của nàng là gì? Thương hại sao? Xem ra chuyện gì có liên quan đến cái chân đều là đụng vào nỗi đau của ngài ấy. Điện hạ, ta không biết ngài nhìn thấy sự thương hại đó ở đâu. Nhưng dù ngài tin hay không thì ta cũng chưa từng thương hại ngài. Chỉ là mình cho rằng... đáng nhẽ ngài ấy nên được sống một cuộc đời lừng lẫy hơn mới phải. Là ai? Nhưng hả, muộn này rồi còn gõ cửa có chuyện gì vậy? Bệnh của vương gia chuyển biến xấu rồi. Có phải hôm nay người đã lấy thuốc giảm đau từ chỗ Nạp Lan công tử không? Thuốc ở trên bàn, người mau đem đi sắc đi. Đúng rồi, ngài ấy đâu rồi? Vương gia đang ở thư phòng. Không ngờ vẫn còn ngồi chép, không cần chân nữa rồi sao? Sao vậy? Ai, cũng đúng, bản tính huynh ấy rất cao ngạo, cho dù có đau đến chết cũng không bao giờ kêu lấy một tiếng. Đợt trước huynh ấy đau đến mức ngất liệm, sau đó nhân hạ phải cõng huynh ấy chạy đến đây đấy. Đau đến mức đó cũng không kêu một câu, cứ thế mà chịu đựng thôi. Đúng rồi, Nạp Lan từng có nói mình có thể giúp ngài ấy. Cút ra cho ta. Nạn dám. Chân tông teo thế này chắc chắn là do bao nhiêu năm nay không thể đứng lên và vận động. Nếu đau thì ngài cứ kêu lên, chuyện này chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Nghe giọng nói dịu dàng của cô ấy là mình cũng bình tĩnh lên không ít. Đừng cử động. Cô ấy định làm gì? Thì ra cô ấy định bóp chân cho mình. Hai tay cô ấy thật là ấm, hình như giờ mình cũng không đau như lúc nãy nữa rồi. Cô ấy không có chút cảnh giác gì, hoàn toàn tin tưởng vào mình, thế mà mình lại... Ngài thấy như vậy có đỡ hơn tí nào không? Ai đã thông báo cho nàng là ta phát bệnh vậy? Ngài ấy đang hổ tội đấy ư? Ngài đã đau đến mức độ này rồi, chẳng lẽ ta còn không tự nhận ra sao? Cho dù ngài giỏi chịu đựng đến mức nào, thì đau ở mức độ như vậy cũng sẽ để lộ dấu hiệu. Ngài cho rằng cứ nín nhịn giả vờ không đau thì người khác sẽ không nhận ra sao? Thật ra... chẳng thà cứ thoải mái mà kêu lên. Thuốc sắc xong rồi à?
Vương Phi đang bóp chân cho Vương gia, xem ra quan hệ giữa họ đã trở nên tốt hơn, có lẽ mình cũng phải thêm chút nhiệt mới được. Thuốc này là do Vương Phi đích thân mang từ chỗ Nạp Lan công tử về đấy ạ. Vương gia, sao ngài không uống, nhân lúc còn nóng hãy uống đi chứ, uống vào sẽ bớt phải khổ sở. Nạp Lan, sao nàng đã đến chỗ huynh ấy? Ta chỉ đi ngang qua thôi. Chuyện này nếu giải thích cặn kẽ thì sẽ rất phiền, huống hồ mình việc gì phải cố ý giải thích cho ngài ấy. Chính Nạp Lan đã nói về tình trạng đôi chân của ta cho nàng hả? Không có, huynh ấy chỉ bảo ta đưa thuốc cho ngài thôi. Rõ ràng lúc này không khí giữa hai người rất ổn. Rõ ràng lúc nãy không khí giữa hai người rất ổn cơ mà, sao chỉ trong nháy mắt lại thành ra nặng nề thế này? Ngài uống bát thuốc này trước đã, đợi thêm lát nữa là nguội thật đấy. Hai người đi ra hết đi, bổn vương phải tiếp tục chép. Vương Vi, gần đây tâm trạng của vương gia không được tốt lắm cho nên... Gần đây tâm trạng không được tốt cho lắm mà, có bao giờ ngài ấy có tâm trạng tốt đâu. Không sao, ngươi đi chăm sóc ngài ấy đi. Xem ra thuốc đó ngã sẽ không uống đâu. Lúc nãy rõ ràng là muốn đuổi mình đi. Dạ, Vương Phi đã về phòng rồi, ngài vẫn nên uống thuốc này đi thì hơn. Lúc nãy bổn vương hỏi nàng ấy ba câu thì nàng ấy nói dối cả ba. Hơn nữa, ba câu đó đều có liên quan đến Nạp Lan, nàng ấy trốn tránh như vậy là có ý gì? Chuyện này, chuyện giữa Vương gia và Vương Phi nô tài đâu dám xen vào. Gần đây nàng ấy thường xuyên đến chỗ Nạp Lan phải không? Đúng, có lẽ là có chuyện gì lẽ quan trọng cũng nên. Một nữ tử đã có chồng suốt ngày qua đó để làm gì chứ? Có lẽ là do Nạp Lan công tử vẫn chưa bình phục. Vương gia đang cười, đáng sợ quá. Ngoại viện. Sắc mặt của ngài ấy có chút giật nhẹt, hôm qua không uống bát thuốc đó sao? Đi đâu vậy? Ra ngoài phơi nắng. Ăn mặc như vậy để phơi nắng? Ta ra ngoài phơi nắng. Có hẹn với ai à? Nếu hôm nay bổn vương không cho nàng ra ngoài thì sao nào? Điện hạ có chuyện gì cần dặn dò sao? Không, chỉ là ta không cho phép nàng ra ngoài thôi. Hôm nay tư không cẩn rất kỳ lạ. Nếu như điện hạ đã nói như thế thì ta cũng không dám trái lời. Đông nhi, chúng ta về phòng thôi. Tiểu thư, hôm nay điện hạ sao vậy nhỉ? Lạ lắm. Ta cũng không biết, trước nay ta chưa từng nhìn thấu được tâm tư của ngài ấy. Những ngày tiếp đó mọi chuyện cứ lặp lại như vậy. Tư không cẩn không cho ta ra ngoài nữa rồi. Tiểu thư, điện hạ làm sao vậy nhỉ? Ngày nào ngài ấy cũng cấm cản tiểu thư ra ngoài. Làm sao mà ta biết được? Trước đây mình có đi đâu ngài ấy cũng chẳng thèm hỏi lấy một câu, thế mà giờ đột nhiên lại cấm ra ngoài. Chẳng lẽ mình có chỗ nào đắc tội làm ngài ấy tức giận? Tiểu thư không hay rồi, tiểu thiếu gia bị đánh ở lớp học rồi. Cái gì? Tiểu thư, người định làm gì vậy? Thì đến lớp thăm Văn Tịch chứ sao? Ta tự đi một mình, em không cần phải đi theo đâu. Nhưng mà tiểu thư, điện hạ... Ngoại viện. Muốn đâu ngoại hả? Không ngờ, ngày nào ngày ấy cũng ở đây, ngăn cấm mình cứ như cấm phạm nhân vậy. Thật sự không hiểu vì sao ngày ấy lại làm như vậy nữa. Đúng, hôm nay bất luận thế nào ta cũng phải ra ngoài. Nàng phải biết là ta không đồng ý. Sao lại không đồng ý? Điện hạ cấm ta ra ngoài liên tục mấy lâu nay, rốt cuộc là vì sao? Dù gì cũng phải cho ta một lý do chứ. Trước đây nàng chưa từng đòi biết lý do. Được, vậy ta không hỏi ngài lý do nữa. Nhưng bất cần biết lý do gì, hôm nay ta nhất định phải ra ngoài. Hôm nay bổn vương sẽ không cản nàng, có điều bổn vương tò mò. Gần đây ngày nào nàng cũng ra ngoài, rốt cuộc là ai khiến nàng da diết canh cánh trong lòng như vậy? Chuyện này mình nên trả lời thế nào đây? Đợt trước là vì chuyện Nạp Lan Tuần đã chịu thương thay cho mình, sau đó là vì chân của ngài ấy nên mình lại đến đó thêm một đợt. Hôm nay lại là vì chuyện của Sở Văn Tịch, nếu giải thích thì sẽ rất phiền. Chẳng vì ai cả, điện hạ nghĩ nhiều rồi. Bổn vương không cản nàng nhưng cần phải nhắc nhở nàng. Trước nay chưa từng có ai dám trái lệnh của ta, nếu hôm nay nàng bước ra khỏi cánh cửa này. Vương Phi, người đang đi về thì hơn. Đợi lúc nào tâm trạng của vương gia tốt lên thì hãy. Không được, hôm nay ta nhất định phải ra ngoài. Tuyệt đó không thể đến Văn Tịch lại xa chân vào con đường cũ được.
Gần đây thật sự là mình đã chểnh mảng với đệ đệ quá. Chỉ không qua thăm hỏi một thời gian thôi là liền xảy ra chuyện. Lần này không được phép sơ suất nữa. Điện hạ, đợi ta trở về sẽ giải thích cho ngày sau. Sẽ giải thích cho ngày sau. Dạ, nãy Vương Phi có nói lúc về sẽ giải thích với ngày sau, chắc là có chuyện gì gấp rồi. Thời gian gần đây bổn vương cấm cô ấy ra ngoài, vốn tưởng rằng cô ấy đã tự bỏ ý định đó, không ngờ tên đã sai với cô ấy. Vương phủ này không có chút ý nghĩa gì như vậy sao? Nhưng hả, chuẩn bị xe, vương gia định đi đâu ạ? Đến chỗ Nạp Lan. Quả nhiên là bất tài vô học, sống hệt như chị gái nó vậy. Nếu không nhờ cha nó thì với tư chất tầm thường đó, nó làm sao có thể được vào học ở lớp học hoàng gia được? Đúng vậy, đúng là đáng đánh. Với tính cách đó của nó thì bị đánh cũng phải. Ngươi xem cái bộ dáng yếu đuối bất tài đó của nó, đâu có giống là con trai của lão tướng quân. Cũng không biết là đứa con hoang ở đâu dùng thủ đoạn gì để bấu víu lấy lão tướng quân. Dám nghi ngờ cả con trai của lão tướng quân, há chẳng phải là con gái giọng chính thức như ta đây cũng là con hoang. Hôm nay sao vậy nhỉ? Tính cách quyết liệt trước đây của đệ ấy đi đâu mất rồi? Văn Tịch, đệ sao vậy? Ngẩng đầu lên. Đến đệ của trưởng tỷ đệ cũng không chịu nghe nữa sao? Mau ngẩng lên xem nào. Thủy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai đánh đệ nên ông nổi này? Từ bao giờ đệ trở nên nhu nhược bị người ta đánh cũng không chịu đánh trả như vậy? Đệ ấy không nói thì các người hãy nói đi. Rốt cuộc kẻ nào đã ra tay? Chắc các người cũng đã nghe qua chiến tích của ta rồi đó. Cô ta từng bẻ gãy chân tay của một người đàn ông. Cô ta khỏe như hùm mấy. Còn người ta xưa nay có thù là sẽ báo thù ngay trong ngày. Nếu không trả lời trung thực thì ta sẽ coi tất cả các người là hung thủ. Cứ đánh từng đứa một, chắc chắn là sẽ xả giận được cho đệ đệ của ta. Vẫn không chịu nói phải không? Vậy thì bắt đầu từ ngươi vậy. Là Phùng Huy, lúc nãy chính Phùng Huy đã giáng cho hắn một cái tát. Phùng Huy là cái nào? Phùng Huy là cháu của Phùng phu tử, lúc nãy hắn có sỉ nhục Sở Văn Tịch một hồi lâu, nhưng cậu ta đều không chịu nói gì. Nhưng sau khi hắn nhắc đến Vương Phi, Văn Tịch liền đáp lại hai câu và bị hắn giáng cho một cái tát. Chúng tôi vây quanh nói xấu cũng là do Phùng Huy xúi giục. Phùng Huy là con trai độc nhất của Phùng thiếu phó đại nhân, chúng tôi không thể đắc tội được. Hóa ra vì bảo vệ mình, Văn Tịch mới bị đánh. Thế sao? Giờ Phùng Huy đang ở đâu? Chắc là hắn ta đang ở phòng của Phùng phu tử. Trưởng tỷ, thôi đi, cha của Phùng Huy là thiếu phó của thái tử, chức quan còn cao hơn cả cha của chúng ta, tỷ hãy về đi. Đứng dậy cho ta, phủ tướng quân chúng ta cũng có những kẻ nhút nhát. Thúc thúc, không ngờ tên Sở Văn Tịch đó lại dễ bị bắt nạt như vậy, cứ tưởng tính nó sẽ giống tính tỷ tỷ của nó, thật mất hứng. Hiền Chí, sau này ngươi đừng ra tay với nó như vậy nữa. Vừa nãy ta thấy nó đã bị thương đánh đến. Nó đã bị ngươi đánh đến thương tích đầy mặt. Nếu để cha nó nhìn thấy chắc chắn sẽ không chịu để yên đâu. Thúc thúc, thúc lo lắng cái gì chứ? Với tính yếu đuối bất tài đó của nó sẽ không dám về mắt cha đâu. Hiền Chí hả, ta cũng mới đến lớp học hoàng gia nhậm chức chưa được bao lâu. Không thể đường đường chính chính bảo vệ ngươi được. Ngươi vẫn nên tự biết kiềm chế đi thì hơn. Thúc thúc, thúc sợ đông sợ tây làm gì? Yên tâm đi. Cha ta là thầy giáo của thái tử, có cha ta ở đây thì còn sợ gì nữa. Ta lại cảm thấy rất tò mò về tỷ tỷ kia, thấy người ta nói cô ta là mỹ nhân tàn bạo, ta còn muốn, vô cùng muốn được gặp thử xem sao. Phùng công tử, xem ra ngươi rất có hứng thú với ta nhỉ? Cẩn Vương Phi. Phu tử, ta đến đây để đòi lý lẽ cho đệ đệ ta, đừng bảo là ông có ý thiên vị cho cháu trai mình nhé. Lão phu chuyện này... Ngươi chính là tỷ tỷ của hắn, quả nhiên là có gan hơn cái độ hèn nhát đó vài phần, thú vị đấy. Chuyện này hay là Vương Phi người về trước đi. Phùng phu tử đang nói đùa đấy ư? Đây hay là Phùng phu tử cảm thấy phủ tướng quân chúng ta dễ ức hiếp. Chuyện này cháu trai còn không mau hành lễ tạ tội với Vương Phi. Thúc thúc, thúc thấy có khả năng này sao? Chuyện này phải làm sao đây? Đúng rồi, phải kéo dài thời gian. Vương Phi, hãy cứ đưa lệnh công tử đi khám đại phu trước đã, dù sao cũng không nên mặc kệ những vết thương trên mặt này quá lâu. Được, vậy ta sẽ cho ông thời gian để suy nghĩ, nếu sau 2 ngày vẫn không có kết quả gì thì hậu quả các người phải gánh chịu sẽ không nhẹ nhàng như thế này đâu. Còn ngươi nữa, tốt nhất là ngươi nên nghĩ kỹ xem phải ăn nói thế nào với phụ thân ta đi, nếu cha ngươi biết ngươi dây vào ta chắc chắn
sẽ không bình tĩnh như ngươi lúc này đâu. Ngươi muốn ta ăn nói thế nào cơ? À, ta có nghe nói đôi chân của Cẩn Vương, thế chẳng phải ngươi sẽ là quả phụ sống cả đời sao? Nhưng ngươi vẫn còn cơ hội đấy, chỉ cần ngươi dỗ dành làm ta vui, chưa biết chừng ta vẫn sẽ cho ngươi một cơ hội để hưởng phúc đấy. Vậy sao? Ngươi không sợ tinh lực cạn kiệt đến chết sao? Ngươi! Phùng Phu Tử, ta sẽ không nói chuyện với cái tên miệng còn hôi sữa này nữa đâu. Chẳng phải nó cậy thế cha nó sao? Vậy thì con trai phạm tội người làm cha sẽ phải gánh chịu. Ta hy vọng lúc về ông hãy trình bày đúng sự thật cho ông ta nghe. Nếu ta mãi không nhận được câu trả lời thỏa đáng, thì ta sẽ cho các người biết thế nào gọi là nợ của con thì cha phải trả. Đi! Cháu à, sao ngươi không chịu nghe lời vậy? Cẩn Vương là người được hoàng thượng vô cùng yêu quý, mà cô ta lại là thê tử của Cẩn Vương. Sao ngươi có thể nói ra những lời khó nghe như vậy ngay trước mặt người ta chứ? Nếu để cha ngươi biết kiểu gì cũng mắng ta làm thúc thúc mà không biết bảo ban ngươi cho mà xem. Thúc thúc, người lo lắng làm gì? Đến lúc đó thúc cứ đổ hết lỗi lầm lên đầu ta là được. Cô ta chẳng qua chỉ là nữ nhân của Cẩn Vương, còn cha ta lại là thầy giáo của thái tử. Thái tử điện hạ là nhị huynh của Cẩn Vương, thúc nói xem đến lúc đó ai phải nhường ai. Người nói vậy cũng đúng, nhưng ngộ nhỡ thúc thúc có biết vì sao thúc mãi không thể theo kịp cha ta không? Là bởi vì lúc nào thúc cũng sợ bóng sợ gió, sợ này sợ kia, không có chút gan dạ thì rất khó làm được đại sự. Chịu khó suy nghĩ xem bản thân phải làm gì đi. Ha ha, vết thương của nó có nghiêm trọng không? Liệu có để lại sẹo gì không? Ta bốc chút thuốc, nhớ phải cho uống đúng giờ nhé. Tịch Dao, qua đây giúp ta trộn điều, tuyệt đối đừng để chúng vón thành cục nhé. Được. Điện hả? Có lẽ bổn vương đến không đúng lúc chăng? Chắc là ngài ấy đang hiểu lầm. Không, lâu lắm rồi huynh không đến, hôm nay đến để sao bóp chân đúng không? Nhưng hạ, ngươi để huynh ấy qua đây đi. Hôm nay không cần đâu, ta đến là để tìm vương phi có chút chuyện, ta sẽ ở đây đợi. Đợi đã, ta phải đi đắp thuốc cho đệ đệ ta đã. Vậy vương gia, vậy ta đi lấy cho vương gia chút thuốc. Cố chịu một chút, thuốc này của huynh ấy có thể sẽ hơi đau nhưng sẽ rất có hiệu quả. Trước năm 13 tuổi, tỷ tỷ chẳng bao giờ ngó ngàng đến mình cả, cứ như người dưng nước lã vậy. Vì vậy mình đã nghe theo mẹ, nghĩ rằng sau khi có đủ lông đủ cánh, tỷ tỷ sẽ cướp đoạt gia sản, thậm chí sẽ đuổi hai mẹ con mình ra khỏi nhà. Vì vậy luôn coi tỷ tỷ như một kẻ địch tưởng tượng. Nhưng sau khi tỷ tỷ lâm bệnh nặng tỉnh lại, tiếp xúc với tỷ tỷ một thời gian, mình cảm thấy tỷ tỷ không hề xấu như lời mẫu thân nói. Nhưng mẫu thân lại luôn ép mình đến mức sức đầu mẻ trán, mình bắt đầu không muốn về nhà nữa. Hơn nữa, gần đây mẹ cả. Trưởng tỷ, khi nào rảnh về nhà chơi đi? Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này? Cũng không có gì, chỉ là sắp tới là sinh nhật ta hy vọng tỷ sẽ về. Được rồi, sắp thành người lớn rồi mà còn nũng nịu với tỷ, giờ ta đây đã gả cho người ta rồi, đâu thể cứ thích về là được. Nếu cứ dăm ba bữa lại chạy về nhà mẹ đẻ, kiểu gì cũng bị người nào đó nói. Nhưng mẹ cả cũng đã rất lâu rồi không được gặp tỷ rồi, bà ấy nhớ tỷ lắm. Chỉ nói được đến đây thôi. Vậy khi nào rảnh ta sẽ về nhà thăm mẹ, những ngày ta không có ở đó phiền để chăm sóc cho mẹ ta. Được rồi, để cũng chuẩn bị về đi. Cầm cao thuốc này về, lúc nào hết lại đến chỗ Nạp Lan công tử xin. Lúc ở lớp thì phải chăm chỉ học hành, lão phu tử đó của các đệ. Sau này ta sẽ nghĩ cách. Hôm nay ngài đến chỗ Nạp Lan là để... Không có gì, nhàn rỗi lên đến thôi. Nạp Lan, giờ đã xưng hô thân thiết thế rồi sao? Khi nào rời đi vào buổi sáng? Khi rời đi vào buổi sáng, có nói sẽ giải thích với ngài. Ngài cũng nhìn thấy rồi đấy, thực ra văn tịch. Chuyện gì vậy? Ra là... Phòng vớ cái gì? Có gì cứ nói thẳng ra. Là Thẩm tiểu thư, nãy cô ấy bị ngã ngựa, ngã gãy chân. Đỡ cô ấy vào đây đi. Thẩm tiểu thư.
cảm ơn vương gia đã giúp đỡ. Con gái Thẩm thừa tướng, Thẩm Tiêm Nhu. Thẩm tiểu thư đang nói chuyện với ngài đấy. Tịch Dao muội muội, à không, vương phi còn nhớ ta không? Không cần khách sáo, gọi ta là Tịch Dao là được rồi. Chẳng phải muội không biết cưỡi ngựa sao? Vì sao lại tự dưng cưỡi ngựa như thế? Đế cuối cùng lại bị ngã ngựa như vậy, hậu vệ của phủ thừa tướng đều chết hết cả rồi sao? Cẩn ca ca, sau khi huynh bị thương ta đã tự học, ta không muốn huynh coi ta là một thiên kim tiểu thư yếu đuối đến cưỡi ngựa cũng không biết, ta muốn đuổi theo bước chân của huynh. Đuổi theo bước chân của một tên què, ha ha. Không phải vậy đâu, ta muốn sau khi biết cưỡi ngựa sẽ tự đi đến những nơi chúng ta đã từng đến, ta không muốn người khác đặt chân lên những nơi tốt đẹp trong ký ức của ta. Hồi nhỏ bọn ta đều tưởng bá diễn sẽ thành thân với Thanh Mai Trúc Mã của Cẩn Vương mà Nạp Lan Tuần nhắc tới chính là cô ấy sao? Đột nhiên cảm thấy mình ở đây có chút dư thừa. Những năm nay ta thường đến chỗ đó, huynh còn nhớ không? Hồi nhỏ huynh đã dẫn ta đến nằm hoa đào ở thành Tây để bắt cá chạch. Kết quả là tưởng rắn là cá chạch và bị nó cắn cho một nhát. Nhưng hả, đưa Thẩm tiểu thư về phủ thừa tướng trước đi. Làm phiền điện hạ rồi. Huynh ấy không muốn nghe, chẳng lẽ vẫn còn đang giận mình sao? Có lẽ quan hệ giữa hai bọn họ phức tạp hơn mình nghĩ nhất rất nhiều. Nghe những chuyện mà Thẩm tiểu thư kể, xem ra trước đây ngài đã từng rất vui vẻ, năng động. Giờ lại trầm tư lạnh lùng như vậy, rốt cuộc chuyện gì đã khiến ngài ấy trở nên như vậy? Chuyện này chắc chắn là có liên quan đến chân của ngài ấy. Phủ Cẩn Vương. Không cần nàng phải thông cảm. Không sao chứ. Nhưng hả, còn không mau mang ghế qua. Vâng. Là vì cô ấy sao? Nhìn bộ dạng âu sầu bị thương của Thẩm Tiêm Nhu. Nhất định là có thâm tình với vương gia. Vậy còn ngãi, ngãi cũng có tình cảm gì đó với Thẩm Tiêm Nhu sao? Chăng? Thì lúc này mới đối xử lạnh lùng với thâm trầm với mình như vậy. Ngày thứ hai. Sa, vừa sáng sớm là vương phi đã vào cung rồi. Lại ra ngoài rồi sao? Mình cứ tưởng sau sự việc ngày hôm qua cô ấy sẽ an phận vài phần cơ đấy. Vào cung, để làm gì? Chuyện này nô tài không biết. Vương phi đi rất vội vã, chuẩn bị xe vào cung. Đông cung. Thái tử Tư Không Nguyên Minh, thiếu phó của thái tử Phùng Văn Thành. Thái tử điện hạ. Là ngươi. Thái tử điện hạ, hôm nay ta đến đây là muốn nhờ ngài đòi lại công bằng cho ta. Công bằng cái gì? Ngươi cứ từ từ nói. Là về chuyện thiếu phó đại nhân dung túng cho con trai ức hiếp đệ đệ của ta. Nếu bổn quan nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên ta gặp vương phi. Bổn quan hình như là không có chọc giận vương phi bao giờ. Sao vừa gặp là muốn thái tử đòi lại công bằng? Thiếu phó đại nhân, cũng đừng vội phủ sạch quan hệ như vậy. Ta muốn hỏi ngài một câu này. Xin hỏi Phùng Huy là gì của đại nhân? Phùng Huy học ở lớp học hoàng gia, nghe nói có gia thế hiển hách. Tịch Dao cũng nghe nói hắn có quan hệ với thiếu phó đại nhân. Nếu Tịch Dao nhầm lẫn thì ta có lỗi với ngài, ta sẽ cố gắng chuộc tội với ngài. Thiếu phó, nếu bổn cung nhớ không lầm thì tên Phùng Huy đó chính là con trai của ông. Điện hạ không hề nhớ nhầm mà, Phùng Huy chính là con trai độc nhất của Hạ Quan ạ. Phùng Huy chính là con trai của bổn quan, vương phi dò la chuyện này để làm gì? Phùng Huy không hề kể lại chuyện hôm qua cho ông ta, có nghĩa là không coi lời mình ra gì, vậy thì không thể trách mình được. Hôm qua con trai ngài đánh đệ đệ của ta bị thương rất nghiêm trọng, thiếu phó đại nhân đừng nói là không có biết việc này đấy nhé. Sao lại, con trai của bổn quan xưa nay rất biết phép tắc, làm sao có thể vô cớ ra tay đánh người được, lẽ nào vương phi có ý vu cáo hãm hại nó? Thiếu phó đại nhân, ta không đi vu cáo hãm hại ai mà ngài, mà lại hãm hại con ngài. Ta nghĩ hẳn là thiếu phó đại nhân cũng tự biết con trai mình là người như thế nào chứ. Nếu không thì lúc nãy cũng không chần chừ một lúc như vậy. Vương phi, chuyện gì cũng cần có chứng cứ. Người nói con trai ta đánh đệ đệ của người, xin hỏi có chứng cứ gì không?
May mà cái tên ngốc đó không nói cho cha nó, nếu không thì cha nó sẽ có thời gian chuẩn bị để thu dọn tàn cuộc cho con trai mình. Chứng cứ thì có nhiều vô kể, nào là vết thương trên mặt đệ đệ ta, còn có bao nhiêu người tận mắt chứng kiến, và cả Phùng phu tử. Thái tử điện hạ vô cùng thân thiết với cô ta, nếu lúc này mình còn phản bác e là sẽ không có lợi. Hơn nữa nếu để người khác điều tra đệ đệ nhờ vào quan hệ với mình mới được vào lớp học hoàng gia giảng dạy thì nguy. Tên nghịch tử này chỉ biết gây họa cho ta thôi. Nếu đúng như vậy thì bổn quan sẽ xử phạt nghiêm khắc tên nghịch tử đó. Không biết như vậy Vương Phi đã hài lòng chưa? Hy vọng ông nói được làm được. Hôm nay đã làm phiền rồi, hy vọng thái tử điện hạ lượng thứ. Người khách sáo rồi, để xảy ra chuyện lớn như vậy thì tất nhiên là phải giải quyết rồi. Ta tin thiếu phó nhất định sẽ cho người câu trả lời thỏa đáng. Vì xưa nay thiếu phó luôn là người nghiêm khắc với chính mình. Chứ đừng nói là con trai ông ấy, bổn cung rất tin tưởng vào nhân phẩm của thiếu phó. Giờ bổn quan lập tức về nhà và sẽ sớm cho Vương Phi một câu trả lời thỏa đáng. Xin Vương Phi dừng bước, ta có chuyện muốn nói với ngươi, cùng ta đi dạo hoa viên một lúc đi. Ngự hoa viên. Đa tạ thái tử điện hạ đã đòi lại công bằng cho tỷ đệ chúng tôi. Người đã khách sáo rồi, người đã gả cho thất đệ thì chúng ta đâu phải là người ngoài. Cứ gọi ta là nhị ca giống như thất đệ thường gọi là được. Chuyện này... Nhị ca? Ha ha, nhìn ngươi bất đắc dĩ chưa kìa. Chẳng qua ta chưa quen thôi. Không sao, sau này sẽ quen thôi. Trên người ngươi có mùi trầm hương nhẹ nhẹ. Phải trả lời thế nào đây? Đó là mùi của thất đệ, bổn cung biết chứ. Đúng, ngã đã dặn dò người dưới hàng ngày đều phải đốt hương này trong phòng. Lâu dần trên quần áo của ta cũng sẽ tự nhiên mà có mùi hương này. Ngươi có biết vì sao thất đệ lại đốt hương này không? Trầm hương có tác dụng giảm đau nhẹ nhẹ. Giờ nghĩ lại, chắc là do ngày ấy quá đau chân, khó lòng chịu đựng được nên đốt hương đó để làm tê bản thân, để bớt đau hơn. Không biết vì sao, nghĩ đến đây lại cảm thấy có chút đau lòng. Trầm hương có vị cay, thông khí nhưng không nồng, có tác dụng giảm đau cục giúp ngủ ngon hơn. Mùi hương này đã theo thất đệ rất nhiều năm, nếu không có nó có lẽ thất đệ đã không có nổi một giấc ngủ yên lành rồi. À mà, người đã từng nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của thất đệ chưa? Từng thấy rồi à? Nếu như vậy, chứng tỏ đệ ấy đã tin tưởng ngươi rồi. Có rất ít người được đệ ấy để lộ dáng vẻ đau chân. Bất đắc dĩ lắm cũng chỉ thể hiện trước mặt số ít những người đệ ấy tin tưởng. Kể cả có vậy thì cũng cố gắng hết sức để nhịn. Thất đệ, cả đời định sẵn là sẽ phải khổ sở. Khó khăn lắm mới cố gắng đến ngày công danh lừng lẫy. Con đường phía trước vốn đèn sáng sủa. Nhưng ngay tại lúc then chốt lại gặp nạn, không bao giờ có thể trở lại chiến trường được nữa. Ngươi có biết không? Ngày nhỏ để có được một lời khen của mẫu phi mình, cũng chính là Chiêu Vân quý phi, để ấy bèn ngâm mình trong nước lạnh 3 ngày 3 đêm, hơn nữa lúc đó đang là mùa đông. Chỉ vì Chiêu Vân quý phi có nói không có sức khỏe tốt thì không làm được gì cả. Chiêu Vân quý phi bảo học võ để ấy liền học võ, để rèn luyện bản thân, cởi hết quần áo, ngâm mình trong nước lạnh, gất lên gất xuống mấy lần. Lúc đó để ấy mới 7 tuổi, lúc ta ôm để ấy lên, cơ thể đệ ấy gần như không còn nổi một hơi ấm, thế mà vẫn gồng mình đòi đi gặp mẫu phi. Nhưng sau đó Chiêu Vân quý phi chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn lạnh một cái rồi mặc kệ. Sao mẹ đẻ của ngài ấy lại đối xử với ngài ấy như vậy, hoàn toàn không giống một người mẹ gì cả. Chuyện này ta cũng không biết, chính vì Chiêu Vân quý phi đối xử với đệ ấy như vậy, phụ hoàng mới càng yêu quý đệ ấy, dành tất cả những tình cảm tốt đẹp nhất cho đệ ấy. Nhưng thất đệ vẫn luôn mang gương mặt rầu rĩ, buồn khổ, trừ khi gặp mẫu phi mình đệ ấy mới nở một nụ cười nhẹ. Ta đoán đệ ấy vẫn rất yêu quý Chiêu Vân quý phi, hoặc có thể tại kiếp trước, hai bọn họ đã xảy ra những chuyện chúng ta không biết. Chuyện này ai có thể nói rõ được đây? Nhưng với Dục Vương lại không như vậy, ta hoàn toàn có thể nhận thấy bà ấy đối xử với Dục Vương và với ngài ấy hoàn toàn khác biệt. Điều là con trai của mình sao có thể thiên vị đến mức như vậy được? Ngài ấy hẳn là đã đau lòng biết bao. Trong cung ai cũng có thắc mắc như vậy, nhưng không ai dám hỏi Chiêu Vân quý phi. Chiêu Vân quý phi tính tình mạnh mẽ, nên các hoàng tử cũng không dám nói nhiều với bà ấy. Có lẽ chỉ có phụ hoàng mới biết được nguyên do thôi. Chẳng lẽ điện hạ không phải là con ruột của Chiêu Vân quý phi? Ngự hoa viên. Có khi nào điện hạ lại không phải là con ruột của Chiêu Vân quý phi không? Xuyệt, sau này đừng bao giờ nói ra những lời như thế này. Nếu để người khác nghe thấy là sẽ rước họa vào thân đấy. Nhị ca. Vương phi ơi là vương phi, sao lần nào người cũng bị vương gia tình cờ bắt gặp cảnh tượng như thế này thế?
Hôm đó phương trượng nhờ nhân hạ chuyển lời của ông ấy với ta, nói rằng cô ấy mang mệnh đế hậu mà tờ. Vương phi, cùng bổn vương đi thỉnh an mẫu hậu. Thái tử điện hạ xin cáo từ. Người cứ yên tâm về chuyện của đệ đệ, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Đa tạ thái tử điện hạ. À, về cẩn vương điện hạ, ngày ấy bị chiêu vân quý phi bắt quỳ chép kinh như hàng ngày, bắt quỳ chép kinh thư hàng ngày, chuyện này không biết thái tử có thể giúp không ạ? Cái gì? Yên tâm cứ sao cho ta. Cảm ơn. Còn không mau đi đi. Đến rồi đây, đến rồi đây. Chiêu vân quý phi đối xử với thất đệ nhẫn tâm quá. Mình không hề biết về chuyện chiêu vân quý phi bắt cẩn vương quỳ chép kinh thư, có lẽ là do bà ấy tự quyết định. Vậy phụ hoàng có biết không? Chắc chắn là phụ hoàng có biết, nhưng vẫn dung túng chiêu vân quý phi đối xử với thất đệ như vậy. Đã đến lúc nên điều tra rõ ràng về chuyện của đời trước rồi. Cung chiêu dương. Wow, chiêu vân nương nương cá chép gắm mà thánh dục điện hạ tặng người đẹp quá. Cảm ơn tấm lòng hiếu thảo của con trai. Tiêm như muội muội, nếu muội thích thì để hôm nào ta cũng gửi đến phủ thừa tướng cho muội một tấm. Mẫu phi. Nhìn kỹ thì mắt mày của Tư Không Cẩn cũng có vài phần giống với bà ấy. Trước đây còn hoài nghi Tư Không Cẩn không phải là con ruột của bà ấy, nhưng nếu không phải ruột thịt thì sao có thể giống đến mức như vậy. Còn về Tư Không Thánh Dục, từ phần mũi đến cằm của hắn cũng rất giống chiêu vân quý phi. Theo lý mà nói thì cả hai người này chắc đều là con trai ruột của bà ta. Hai người này đều di truyền gen tốt của mẹ, nhưng đặt hai người lên so sánh thì lại chẳng có gì giống nhau cả. Mình cứ có một cảm giác kỳ lạ gì đó không nói rõ được. Sao hôm nay lại đến đây vậy? Nếu ngày ấy không đến, e rằng Chiêu Vân Quý Phi sẽ quên luôn mình có người con trai này. Chiêu Vân Quý Phi càng đối xử lạnh lùng với ngày ấy, mình càng tức thay cho ngày ấy. Hỗn sự, ở đây đến được người nói chuyện sao? Mẫu phi, người cũng đừng trách tỷ tỷ, thực ra tỷ tỷ cũng không có ác ý gì đâu. Khi còn ở phủ, tỷ ấy vốn đã thẳng thắn nhanh mồm như vậy rồi. Thịt Ngọc, ngươi được lắm, mới nghe thì có vẻ như khuyên can, nhưng thực chất là đang đổ thêm dầu vào lửa. Biết là cô ta lúc nào cũng dùng mọi cách để hại mình mà, cũng không có gì lạ lạ. Vốn đã như thế. Ngươi tưởng này là phủ tướng quân của ngươi sao? Này đã lấy chồng rồi thì phải biết tuân thủ đạo làm vợ. Cái gì không nên nói thì đừng nói, không nên làm thì đừng làm. Chút lễ tiết này cũng không hiểu được thì có tư cách gì để lên tiếng trước mặt bổn cung. Chiêu vân quý phi nói sai rồi, cho dù ta có ngã đi đâu thì nhà mẹ đẻ của ta vẫn là phủ tướng quân. Đây là sự thật không bao giờ có thể thay đổi. Hơn nữa ta đã gả cho ngài ấy, nói đỡ cho ngài ấy vài câu thì có gì là quá đáng. Chẳng lẽ lấy vợ là nên lấy một kẻ không biết nói năng, không biết nói năng, không biết làm gì, chỉ biết cười là được sao? Còn không, câm mồm. Đó là mẫu phi của ta đấy. Trong lòng nàng có còn một, trong lòng nàng có một phu quân là ta không? Mẫu phi, cô ấy vốn dĩ không hiểu chuyện, hàng ngày cũng thường đấu võ mồm với con. Hôm nay lại không biết nặng nhẹ mà mạo phạm đến mẫu phi, xin người đừng trách tội. Sau khi về nhà con sẽ cố gắng dạy bảo cô ấy thật tốt, để cô ấy biết tuân thủ lễ nghĩa. Dù thế nào thì cô cũng là một vương gia cao cao tại thượng, dù sao cũng không nên để cái đứa không biết ăn nói kiên dè này cãi vã với người được, chẳng lẽ người không thấy mất mặt sao? Mụ chiêu vân quý phi này lúc nào cũng ăn nói ngứa tay, thế mà cẩn vương lại còn nói giúp bà ta. Từ nay mình sẽ không thèm nói giúp ngài ấy nữa, đúng là làm ơn mất oán. Thường ngày con cũng không chấp nhận những chuyện đó làm gì, dù sao thì, cho dù thân phận có khác biệt với lúc trước thế nào, cũng không quan trọng, được sống bình yên cả đời là tốt rồi. Thôi vậy, với cái bộ dạng này của ngươi thì bổn cung cũng không để yêu cầu ngươi làm được chuyện gì nữa rồi, nếu sau này ngươi không muốn đến chỗ bổn cung thì không cần phải đến. Đỡ cho bổn cung là nhìn thấy ngươi phiền lòng. Đỡ cho bổn cung nhìn thấy ngươi là lại phiền lòng. Hà Nhi sẽ làm theo lời dặn dò của mẫu phi, từ nay sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt mẫu phi nữa. Chúng ta đi thôi. Đợi đã, hôm nay bổn cung cần thương lượng với các ngươi một chuyện. Đó là về chuyện hôn sự của Tiêm Nhu. Tiêm Nhu, từ nhỏ ngươi đã cùng lớn lên với hai huynh đệ họ. Trong lòng ngươi để ý đến ai, bổn cung sẽ giúp đỡ. Xin hoàng thượng ban hôn cho ngươi. Ta... Cung Chiêu Dương. Nương nương, hôm nay Tiêm Nhu đến đây thăm người, không phải vì chuyện này, xin nương nương đừng đùa với Tiêm Nhu nữa. Từ nhỏ ngươi đã có tình cảm rất thân thiết với hai huynh đệ họ, chẳng lẽ bốn cung hiểu sai ý ngươi sao?
chẳng lẽ người trong lòng ngươi là người khác? Không, tất nhiên không phải vậy rồi, trong lòng ta... Mẫu phi, chuyện hôm nay không liên quan gì đến Hải Nhi cả, Hải Nhi xin phép về trước. Đi thôi. Tiêm Nhu, sao vậy? Ta không sao. Kệ nó vậy, bổn cung biết người ngươi thích không phải là nó. Giờ đây bản thân nó còn tự khó bảo vệ, làm sao có thể lấy ngươi được chứ? Ta... có giải thích cũng vô dụng thôi, dù sao Cẩn ca ca vô cùng lạnh nhạt, hoàn toàn không quan tâm đến mình như trước kia, như vậy mình còn làm sao được nữa. Nương nương, về chuyện này ta cần phải nghĩ thêm đã, còn ý tốt của nương nương Tiêm Nhu xin ghi nhận, đợi khi nào Tiêm Nhu nghĩ xong, nhất định sẽ trả lời rõ ràng với nương nương. Như vậy cũng được, vậy Tiêm Nhu xin phép cáo lui. Thánh Dục, con nghe đây. Bổn cung muốn con phải lấy được cô ta. Mẫu phi, sao có thể chứ? Cầm bọc. Mẫu phi, tại sao? Rõ ràng người hiểu ý. Hiểu là ý trung nhân trong lòng cô ấy không phải là con mà. Bổn cung bất cần biết lòng cô ta có ai. Ta là đang thông báo với con, chứ không phải là đang thương lượng với con. Con nhất định phải lấy được Thẩm Tiêm Nhu làm vợ. Vậy lúc nãy vì sao mẫu phi lại hỏi dò cô ấy như vậy? Không hỏi như vậy thì làm sao để cô ta từ bỏ ý định đây? Thất đệ của con đã trở nên như vậy rồi. Con nghĩ nó còn chủ động lấy cô ta không? Phải để cô ta mất hết hy vọng thì cô ta mới có thể lấy con mà không còn đắn đo. Nhưng vì sao phải lấy cô ấy? Đồ ngốc! Cha cô ta là đương triều tể tướng, có biết bao kẻ đang mong bám gót ông ta. Chỉ cần con lấy được Thẩm Tiêm Nhu thì nhất định sẽ củng cố được địa vị. Hải Nhi hiểu rồi, tất cả sẽ nghe theo lời mẫu phi. Vậy là tốt rồi, con phải biết tất cả những điều ta làm đều vì muốn tốt cho con. Con chỉ cần nghe lời là được. Vâng. Không được, mình nhất định phải ngăn cản Thánh Dục lấy Tiêm Nhu. Nếu cô ta được gả đến đây nhất định sẽ được làm chính phi, đến lúc đó chẳng phải cô ta thích Cẩn Vương sao? Mình nên tác thành cho cô ta mới phải. Tiêm Nhu tỷ tỷ xin dừng bước. Sao Tiêm Nhu tỷ tỷ trông có vẻ nặng nề tâm sự thế? Là đang cảm thấy buồn sầu về những lời mẫu phi nói ư? Tiêm Nhu tỷ tỷ cùng là nữ nhi, tất nhiên ta có thể nhìn ra được người mà tỷ thích không phải là Dục Vương mà là Cẩn Vương Điện Hạ. Sao cô lại biết? Ta biết tỷ và Cẩn Vương Điện Hạ có khúc mắc, nhưng ta có thể nhìn ra được trong lòng Cẩn Vương vẫn còn có tỷ, ánh mắt là thứ không biết nói dối. Thật vậy sao? Trong lòng huynh ấy vẫn còn ta sao? Sao ta có thể lừa tỷ được? Tỷ và Cẩn Vương cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ, sao ngài ấy có thể hoàn toàn không quan tâm đến tỷ được? Hôm nay mẫu phi đã nói sẽ giúp đỡ tỷ, chỉ cần mẫu phi mở lời thì chuyện của hai người sẽ chắc như đinh đóng cột. Chẳng lẽ tỷ bận tâm chuyện mình gả qua đó sẽ không được làm chính phi sao? Không, ta đâu bận tâm đến những thứ này, chỉ cần có thể có được ngày ở bên huynh ấy ta đã mãn nguyện rồi. Nhưng huynh ấy có chịu lấy ta không? Xưa nay Cẩn Vương luôn nhất mực nghe theo mọi điều mẫu phi nói, mẫu phi đã bảo là sẽ giúp rồi mà tỷ cực sợ Cẩn Vương không đồng ý sao? Nhưng nếu ta gả qua bên đó nhất định thì tỷ của ngươi không được đâu, tỷ tỷ của ngươi sẽ không vui. Chuyện này thì không cần tỷ lo lắng, vốn dĩ tỷ tỷ ta không hề có tình cảm gì với Cẩn Vương cả, tỷ ấy sẽ không quan tâm đâu. Hơn nữa tỷ nhất định phải nắm bắt cơ hội này, cơ hội đã vụt mất là không bao giờ có thể quay trở lại đâu. Thật vậy sao? Hi hi, mắc bẫy rồi. Lấy vợ khác cũng được, bị mẫu phi đối xử không tốt cũng được, chẳng liên quan gì đến mình cả, mình phải suy nghĩ những chuyện này để làm gì. Ngày ấy muốn thế nào cũng được, lần sau mình qua còn đi lo chuyện bao đồng nữa thì mình sẽ là chó. Này đi đâu vậy? Nhưng hả, nói với chủ tử nhà ngươi là ta cảm thấy chán nản nên phải đi ra ngoài cho khuây khỏa. Sa, nô tài có cần phải đuổi theo không? Cho người đi theo cô ấy, đừng để cô ấy bị thương. Đây không phải là mượn rượu giải sầu đâu nhé. Mau đi tìm xem. Là bên này sao? Các ngươi đi theo hướng kia. Sao lại ầm ĩ như vậy? Thật đen đuổi, khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến là gặp ngay phải chuyện này. Người là ai? Người đã cho ta ăn thứ gì? Vì, người đã cho ta ăn thứ gì? Vô dụng thôi, thuốc này cho vào miệng là lập tức tan ra, không nhổ ra được đâu. Người phải nghĩ cách giúp ta thoát ra ngoài. Vì sao ta phải giúp ngươi? Hóa ra đám quan binh lúc nãy đã đến, bắt hắn. Hắn là tội phạm bỏ trốn sao?
Ngươi không có lựa chọn nào nữa đâu. À, ta có thể tìm người khác giải độc cho ta. Đây là bí kíp độc truyền của ta, không có ai có thể giải được. Bất cứ lúc nào ta cũng có thể khiến người đau đến chết ngay tại chỗ. Bên này vẫn chưa kiểm tra, qua đây xem đi. Có lẽ vẫn phải ra tay. Cúi đầu xuống. Con hẻm này vừa sâu vừa tối, đúng là một nơi tốt để ve vãn tán tỉnh. Đi thôi các huynh đệ, không nên làm hỏng chuyện tốt của người ta. Họ đi rồi, khi nào có thể đưa thuốc giải? Máu, đừng bảo là sắp chết đấy nhé. May mà vẫn còn thoi thóp thở, nếu hắn mà chết thì độc trên người mình. Có phải là lấy lại chiếc chuông này thì mình sẽ không sao nữa phải không? Đừng vọng tưởng đến chuyện cướp chuông, ngươi cướp được một cái thì ta vẫn còn nhiều cái khác. Vậy nếu ta giết ngươi thì có phải sẽ không ai biết ta bị trúng độc và không ai đi lắc cái chuông này nữa chăng? Ngươi có việc thử, nếu không có thuốc giải độc đó sẽ thối nát trong người ngươi, ngươi cũng vẫn sẽ đau đớn mà chết. Được rồi, nói đùa ấy mà, nếu ta thật sự muốn hại ngươi thì hãy... Thì nãy đã không cứu ngươi. Đưa ta qua bên đó dưỡng thương. Hình như chỗ này không có người, tên này cũng không còn tỉnh táo nữa, biết chọn địa điểm thật đấy. Trong vườn trồng thuốc, trong nhà có tủ thuốc, xem ra chủ nhân ngôi nhà này làm nghề hái và điều chế thuốc. Nhưng mà chủ nhà lại không có nhà, đúng là hời cho cái tên này quá. Vết thương của tên này rất nghiêm trọng, trước mắt không nên làm bại lộ thân phận của hắn, phải chữa trị cho hắn trước đã. Hắn mất mạng thì không sao, nhưng mình mà toi mạng theo thì thật là mất cả chì lẫn chài. Ngươi định làm gì? Trước đây ta từng học nghề ở chỗ một đại phu, giờ ta đang trị thương cho ngươi, nếu như ngươi chưa muốn chết thì hãy buông ta ra. Tốt nhất là như vậy. Lại ngất, nhưng tính cảnh giác của tên này rất cao, cho dù hắn đang ngất thì mình cũng không thể chuồn được. Phủ Cẩn Vương. Dạ, không hay rồi, mất dấu Vương Phi rồi. Sao lại mất dấu? Những kẻ mà nô tài phái đi có nói là vốn dĩ đang bám sau lưng Vương Phi thì thấy cô ấy đi vào một quán trụ rồi không thấy đi ra nữa. Bọn họ đi tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy tung tích của Vương Phi, chỉ thấy con ngựa buộc ở bên ngoài quán trụ. Ngươi tiếp tục cho người đi tìm kiếm, tuyệt đối đừng để cô ấy xảy ra chuyện. Vâng. Đợi đã. Phái cả người theo dõi Nạp Lan Tuần. Ngày hôm sau, ban đêm. Ta đã hôn mê bao lâu rồi? Một ngày một đêm. Cô vẫn luôn ở đây ư? Đừng có kinh ngạc như vậy, chẳng qua là vì ta cần thuốc giải của ngươi thôi. Đúng rồi, vẫn chưa biết tên cô. Ta và ngươi chỉ là bèo nước gặp nhau thôi, cần biết tên để làm gì chứ? Huống hồ chính ngươi đã bắt ép ta đến đây. Chưa biết chừng sau này chúng ta còn cơ hội gặp nhau, ta còn phải báo ơn cứu mạng của cô nữa. Không cần. Trong chừng có một ngày một đêm không ngủ, mệt chết đi được. Cả một đêm mình không về, chắc là Tư Không Cẩn cũng đã biết chuyện và đang cho người đi tìm mình rồi. Ngươi định bao giờ sẽ rời đi? Tối nay. Có người đến, lại là hai tốp người, vẫn nên cẩn thận đi hơn. Không, giờ ta phải đi luôn. Cô nhớ nhé, ta tên là Nhiễm Ly, ta nhất định sẽ quay lại tìm cô. Này, không đưa thuốc giải ta. Này, không đưa ta thuốc giải sao? Chẳng phải chiếc chuông này sẽ kích hoạt độc trong bụng mình sao? Hai cửa cái này, ta cần thuốc giải. Sao anh, cô lại ở đây? Đây là nhà của một người bạn của ta, người đó thường xuyên phải đi ra ngoài, nên có nhờ ta định kỳ đến đây để trông coi thuốc thang cho người đó. Cẩn Vương Điện Hạ đã tìm cô cả một đêm rồi, tại sao cô lại ở đây? Nói ra thì dài dòng. Hay, tóm lại là ta đã bị trúng độc, còn đây là thuốc giải. Huynh có biết đây là thuốc gì không? Chiếc chuông mà tên đó đưa mình có chứa thuốc giải ở bên trong, thuốc, uống thuốc liệu có thật sự yên tâm không? Có khi nào thuốc đó không phải là thuốc độc mà, cái này mới là thuốc độc để khống chế người khác không? Có khi nào là lợi dụng việc mà hấp tấp muốn có được thuốc giải mà dụ dỗ mình uống thuốc độc không? Cô đừng uống vội, để ta trích ra một chút đi nghiên cứu, thành phần đã rồi cô hẳn uống sau. Được, làm phiền huynh rồi. Ta xin huynh đừng nói chuyện này với ai, đặc biệt là Cẩn Vương.
giờ vẫn chưa chắc chắn có thể giải được độc này hay không, mà lại đến lộ chuyện tài đình như thế này thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của ta. Ừ. Hàng, nàng mất tích cả một ngày một đêm là để ở đây gian díu với hắn. Cả đêm không về để hẹn hò bí mật ở đây, thật là có nhã hứng đấy. Giang díu, một người như ngài ấy mà cũng nói ra những lời này sao? Bình tĩnh, lúc này kẻ hãng nạn sẽ là càng làm ngài ấy hiểu lầm. Điện hạ hiểu lầm rồi, vừa hay lúc nãy mới tình cờ gặp huynh ấy ở đây. Được, chẳng phải nàng thường trách ta không cho nàng cơ hội giải thích sao? Giờ thì hãy giải thích đi. Ta không được nói, giờ còn chưa xác định được thứ thuốc trong chiếc chuông liệu có phải là thuốc giả hay không. Nếu đây không phải là thuốc giả mà mình lại nói chuyện này với Cẩn Vương, rất có thể Cẩn Vương sẽ hùng hổ phái người đi tìm kiếm nam nhân đó. Nếu mà chọc giận hắn, sẽ hại chết mình mất. Mình không được chết, mình không dám đánh cược. Chúng tôi chỉ tình cờ gặp thôi. Tình cờ gặp, rốt cuộc thì nàng có bao nhiêu lần tình cờ đây? Sao lần nào ta gặp nàng cũng thấy nàng đang ở chung với những nam nhân không liên quan vậy? Sao? Sao lại không có nói gì nữa? Vậy? Hay là vốn dĩ nàng đã là một nữ nhân phóng đãng? Tại sao lúc này mình lại khó chịu như vậy? Tường trận đau nhói dụng đến ngực, đầu óc cũng trở nên mơ hồ. Mãi đến rất nhiều năm về sau mình mới hiểu tâm trạng lúc này là như thế nào. Nếu ngươi muốn gây sự chú ý của người nào đó, nếu ngươi muốn giành được sự khen ngợi của người nào đó, nếu ngươi bận tâm một người nào đó suy nghĩ thế nào về mình, nếu ngươi cảm thấy đau lòng khi người nào đó hiểu lầm mình, vậy thì xin chúc mừng, người đó đã ở sâu trong trái tim của ngươi. Ngươi thấy đau đớn vì ngươi cho phép người đó chà đạp trái tim mình. Ta có như thế nào thì đó cũng là chuyện của ta, mắc mớ gì ngài phải tức giận? Ngài có tư cách gì để tức giận? Ngài liên quan gì đến ta? Có tư cách gì mà quản lý ta? Không, điều ta nói với ngài không phải là xuất phát từ đáy lòng ta. Chúng ta... Rốt cuộc tại sao chúng ta lại đi đến bước đường này? Trái tim càng ngày càng đau. Được, ta có thể không quản nàng. Nàng không giữ trọn đạo làm vợ, phạm phải thất xuất. Bổn vương quyết định bỏ nàng. Tịch Dốc, xin điện hạ cho ta xem vương phi. Hóa ra cô ấy chính là Cẩn Vương phi, Sở Tịch Dao. Vậy thì điện hạ yên tâm, vương phi như vậy chỉ là do quá mệt mỏi, tinh thần bất ổn, nghỉ ngơi một hồi sẽ không sao. Với lại hai ngày nay ta đều ở quầy thuốc, chuyện này người làm ở quầy có thể làm chứng. Ta và vương phi không có thể có tư tình, xin vương gia minh xét. Mình cũng biết nếu nói Tịch Dao đêm hôm con về nhà là vì ở bên cạnh Nạp Lan thì không hợp lý chút nào. Vì mình có sai nhân hạ theo dõi Nạp Lan, huynh ta vẫn luôn ở y quán. Chẳng qua mình chỉ muốn nghe cô ấy trình bày sự thật thôi, rốt cuộc nữ nhân này còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật đây. Cô ấy hoàn toàn khác với những thiên kim tiểu thư bình thường, không ra khỏi nhà một chút nào, khiến mình không biết phải làm sao với cô ấy. Vậy huynh hãy nói đi, vì sao huynh và cô ấy lại cùng xuất hiện ở chỗ này? Đây là phòng của bạn ta, nhờ ta thỉnh thoảng đến trong nom thuốc thang. Còn về vương phi, ta đã đồng ý với vương phi không thể nói cho huynh biết được. Quân tử nói lời phải giữ lời. Hy vọng huynh cũng là một quân tử đối với vấn đề vợ của bạn không được động vào. Nhân hạ, chúng ta đi. Nhân hạ, dìu vương phi lên xe. Mình phải là một quân tử. Người nói Cẩn Vương và Cẩn Vương Phi đang xích mích. Đúng, Vương Phi ra ngoài, ban đêm Cẩn Vương mắng Vương Phi dữ dội, còn đánh Vương Phi bị ngất. Vương Phi hùng dũng ra ngoài trở về thê thảm, thảm lắm, ta đều tận mắt chứng kiến. Làm tốt lắm, đây là phần thưởng cho ngươi, tiếp tục theo sát cho ta. Được. Tiểu thư, từ khi đến Dục Vương Phủ, số tiền người tích góp được ở Phủ Tướng Quân cứ thế đội nón ra đi. Ngươi thì hiểu gì, ngân lượng chính là thể diện, chính là quyền lực. Ta ở Dục Vương Phủ như thân đục bình trôi, thân cô thế cô không thể cậy nhờ nhà mẹ đẻ, chỉ có cho chúng tiền, chúng mới ngoan ngoãn nghe lời ta. Ngươi yên tâm, ngươi theo ta sẽ không bị thiệt thòi đâu. Này, cầm lấy chiếc vòng ngọc này đi, ngươi giúp ta tìm gặp một nữ nhân nào đó của Thẩm Phủ, tiết lộ chuyện vợ chồng Cẩn Vương bất hòa để cho Thẩm Tim Nhu biết được.
Vâng, cảm ơn tiểu thư đã thưởng. Phủ Cẩn Vương, uống thuốc. Hình như ngươi đang rất bất bình với ta. Còn chẳng phải sao, ta cảm thấy lo lắng thay cho vương gia. Từ lúc người mất tích, vương gia không được ngủ một giấc nào yên ổn. Mặc dù vương gia không thể đích thân đi tìm người, nhưng lúc nào cũng sốt sắng đợi tin tức không hề chợp mắt. Cuối cùng thì lại chứng kiến người mình Nạp Lan công tử. Người thực sự đã làm tổn thương vương gia. Vương Phi à, xin người hãy nghĩ cho ngã một chút. Người yên tâm, ngã sắp bỏ vợ rồi. Sau này ta cũng sẽ không thể làm ngã tổn thương được nữa. Vương gia đâu có nói muốn bỏ vợ. Chẳng phải hôm qua ngã nói ta phạm phải thất xuất nên muốn bỏ ta sao? Rõ ràng vương gia nói là... Được, ta có thể không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt đó của nàng. Nhưng nếu nàng còn tiếp tục không giữ đạo lập vợ, không làm chọn trước trách của một vương phi, mập mờ dây dưa với những người đàn ông không có liên quan, phạm phải thất xuất thì bốn vương sẽ bỏ nàng. Hóa ra ngã chỉ hù dọa chứ không có nói là sẽ bỏ mình. Hơn nữa chuyện này lại là lỗi. Hơn nữa chuyện này lại là lỗi của mình. Vương phi đi đâu vậy? Người còn chưa uống thuốc. Vương gia. Vương gia, hôm trước ta đi đêm không về là lỗi của ta, nhưng thực sự ta không hề ở chung với Nạp Lan Tuần. Ta đã gả cho ngài rồi, cho dù chúng ta chỉ là trên danh nghĩa, ta cũng tuyệt đối không bao giờ làm ra những chuyện bại hoại thần phong mỹ tục, làm ngài mất mặt như vậy đâu. Còn về chuyện tại sao lại xuất hiện ở đó, ta tạm thời, ta không thể nói ra được. Đợi thời có thích hợp, ta nhất định sẽ nói cho ngài. Vương gia, ngài có tin ta không? Xem ra thái độ cũng thành khẩn, có lẽ là có chuyện khó nói. Được, chuyện này coi như cho qua, ta sẽ không hỏi lại nữa. Sau này nàng rút kinh nghiệm đừng để tái phạm nữa. Đây là chìa khóa phòng tài vụ và các số sách sản nghiệp đứng tên ta. Sau này hãy tìm việc ở vương phủ mà làm. Ngoài ra, ở bên ngoài bốn vương có kinh doanh điền viên, cửa hàng, tủ quán. Nàng có thể đến tuần tra, thanh tra sổ sách, đỡ phải ở lì một chỗ nhàm chán bất vững. Sao lại đột nhiên... À mà, mẫu phi đã không bắt ta chép, bàn về chữ hiếu nữa. Làm, cảm ơn. Hoa viên Phủ Cẩn Vương. Mấy hôm nay được không thấy mặt ngã, hôm đó là ngã cố ý làm hòa sao? Sao ngã lại ở đây? Bá Diễn ca, huynh đang nhìn gì vậy? Hóa ra đều là đến thăm Thẩm tiểu thư, bọn họ tình trạng ý chép như vậy mình tốt nhất là không nên qua đó làm kỳ đà cản mũi. Tịch Dao, vừa nãy ta còn đang nhắc đến cô kìa, vừa hay cô lại có mặt ở đây, mau qua đây đi. Nhắc đến ta? Sao cô ấy lại thân thiết với mình như vậy? Kỳ lạ thật đấy. Đúng vậy, lần trước ta có nói sẽ đến tìm cô, lần này ta đến để thực hiện lời hứa. Nhưng Bá Diễn ca không ở cùng chỗ với cô, huynh ấy cũng không nói cô đi đâu. Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải, chẳng qua là bình thường điện hạ rất bận, tất nhiên là không thể để những việc lặt vặt trong nhà chiếm tâm trí của ngài ấy được. Rõ ràng là đến tìm ngã, tại sao phải cố tình lôi mình vào? Vậy sao? Chuyện lặt vặt trong nhà. Tịch Dao, nếu ta chỉ nói là nếu thôi nhé, nếu Bá Diễn ca ca muốn lấy thêm vợ để cùng gánh vác công việc với huynh ấy, làm một chính phi cô cảm thấy thế nào? Ta sẽ ủng hộ quyết định của điện hạ. Chuyện ngã lấy vợ lại đi hỏi ý kiến của mình, cô ấy là cố ý hỏi mình để ngã nghe thấy, vậy thì mình còn có thể nói gì nữa đây? Nhưng ngã ấy lại không hề nói gì cả, không biết đang nghĩ gì trong lòng đây. Ta, thực ra ta... Được rồi, không còn sớm nữa, muội nên đi về đi. Bá Diễn ca, chẳng lẽ huynh không muốn ở cùng ta thêm một lúc sao? Nhân hạ sẽ đưa muội về. Lúc trước là do ta đã sai, nhưng là do ta bị phụ thân nhốt ở trong phòng là bất đắc dĩ. Nay ta muốn bù đắp lại tất cả, chẳng lẽ huynh mình định mãi không động lòng sao? Đó chẳng phải là phương pháp trị quốc mà trước đây mình đưa cho ngã ấy sao? Những chuyện quá khứ thì đừng nhắc lại nữa, giờ cũng chẳng có gì để nhắc nữa, muội về trước đi. Nàng cảm nhận gì về những gì cô ấy nói lúc nãy? Hả? Ta đã trả lời rất rõ rồi, điện hạ quyết định là được. Sao vậy nhỉ? Giận nên bỏ đi rồi hả? Chẳng lẽ cho dù cô ấy không có ở đây, nàng cũng nói như lúc nãy sao? Những thứ ta nói trước mặt điện hạ đều là thật. Ngài và cô ấy mới đúng là xứng đôi vừa lứa nhất. Ngài và ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Đột nhiên cảm thấy trống rỗng.
nếu ta thật sự lấy cô ấy, nàng cũng sẽ không có ý kiến gì sao? Làm sao ta dám đưa ra ý kiến? Ý kiến của ta có tác dụng sao? Ban đầu khi ngài không cho ta ra ngoài, cũng đâu quan tâm đến ý kiến của ta. Nàng cút ngay cho ta, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Được. Lấy vợ thì cứ lấy đi, không xuất hiện thì không xuất hiện. Ngài tưởng ta sẽ bận tâm đến ngài sao? Phùng thiếu phó đích thân đến phủ Chân Hòa xin lỗi. Ừ, hơn nữa Phùng phu tử đã bị bãi nhiệm rồi, mấy bữa nay cũng không thấy Phùng Huy đi học nữa. Ta cảm thấy chuyện này chắc là do trưởng tỷ can thiệp đây. Vậy đệ hãy yên tâm học hành, đừng gây thêm rắc rối gì cho cha nữa, đợi đến sinh nhật của đệ ta sẽ về thăm. Chuyện này là nhờ có thái tử điện hạ nên mới được vậy đấy. Nhưng... hả? Không, không có gì, vậy trưởng tỷ nhất định phải trở về đấy nhé. Được, thằng bé này trưởng thành rồi, còn biết giục mình về nhà nữa cơ đấy. Sinh nhật của Văn Tịnh còn 2 tháng nữa, mình sắp 17 tuổi rồi sao? Vương gia, sao vậy? Sao ngày ấy lại ôm thẳm tim nhu trở về thế này? Hóa ra ngày ấy vẫn yêu thương cô ấy sao? Không có gì, để ta vào đi. Nàng ấy trốn tránh mình. Nhưng hả, lát nữa mời đại phu đến khám cho cô ấy. Vâng. Bà Diễn ca. Hóa ra muội đã tỉnh rồi. Hôm nay cảm ơn huynh đã cứu ta. Ta sợ lắm, huynh có thể ở lại với ta thêm một lúc không? Ta còn nhớ ngày xưa mỗi lần ta sợ hãi, huynh đều ở bên an ủi. Ta còn có chuyện phải xử lý, tạm thời bộ có thể ở lại phủ của ta. Bá Diễn ca. Ít ra thì huynh ấy đã cứu mình, còn đưa mình về phủ, có nghĩa là trong lòng vẫn có mình, nhất định là như vậy. Ngày mai bảo cô ấy đến tiền sảnh dùng bữa, gọi cả Vương Phi nữa. Vâng. Hôm sau. Sao lại gọi mình đến cùng ăn cơm với ngày ấy? Chẳng phải không muốn gặp mình nữa sao? Chẳng lẽ có gì cần dặn dò chăng? Bá Diễn ca, ta đến muộn rồi. Hóa ra là định nói về chuyện của cô ấy. Tịch Dao, hôm ba ta gặp chút chuyện nên Vương gia mới đưa ta về phủ. Cô không để ý chứ? Làm gì có chuyện đó, vốn dĩ cô và Vương gia đã rất thân thiết từ trước. Với lại ta đâu phải kẻ bụng dạ hẹp hòi. Ngày ấy ôm cô về lại để cô ở lại trong phủ. Chắc là chuyện mà cô gặp phải cũng không phải chuyện nhỏ. Vậy thì tốt, ta biết Tịch Dao cô sẽ không để bụng những chuyện này mà. Nói cũng như là sợ ta sẽ làm khó cô ấy vậy. Chẳng biết là đang nói cho ai nghe đây. Điện hạ, ta nhớ là trước kia huynh rất thích ăn những món này. Nhiều năm như vậy rồi mà muội còn nhớ sao? Tất nhiên là nhớ rồi, chỉ cần là chuyện của huynh ta đều. Ta ăn no rồi, mọi người cứ ăn tự nhiên. Tịch Dao không gọi thêm chút sao? Bá Diễn ca. Sau này bất luận là chuyện gì hay gọi ta là điện hạ giống như những người khác. Nhìn thì có vẻ bọn họ rất hòa thuận, nhưng sao mình lại cảm thấy không ổn như vậy? Vương Phi, sao ngài lại đến đây? Ta không thể đến sao? Nơi này là của Vương Phủ. Nơi này là Vương Phủ của ta mà. Giờ ta không muốn gặp ngài chút nào. Vậy ta sẽ đi. Ngài đang giận ta. Ta đâu dám. Chỉ là ta nhớ hôm qua Vương gia có bảo là không muốn ta xuất hiện trước mặt ngài. Hơn nữa chẳng phải bây giờ Vương gia nên ở bên chỗ Thẩm tiểu thư sao? Tối qua ngài đã đặc biệt ôm cô ấy về đây. Chẳng phải nên gấp rút chọn ngày rước cô ấy về phủ sao? Nàng giận ta về chuyện này. Nàng không muốn ta lấy cô ấy. Đâu có. Chẳng, ta chẳng quan tâm. Nếu không có chuyện gì ta xin phép đi trước. Ngài ấy thực sự muốn lấy Thẩm Tiêm Nhu. Không được phép, nó không bận tâm. Nàng đâu có rõ nói dối. Nàng Rốt cuộc là ngài muốn ta phải làm sao? Lần trước ta trả lời thì ngài bảo ta đừng xuất hiện trước mặt ngài. Vậy còn lần này, ngài đã đem cô ấy về đây rồi, còn bận tâm ta nghĩ gì, làm gì nữa? Cô ấy có bận tâm, thậm chí còn vì câu nói đó của mình mà tức giận. Lần trước là vì túc nên mới nói vậy,
không tính là thật. Nàng là vương phi của ta, ta muốn nghe suy nghĩ thật của nàng. Ngã ấy biết mình đang nói dối, nên lúc đó mới tức giận như vậy sao? Nếu nàng không muốn ta cưới thì ta sẽ không cưới. Ngài là đồ lừa đảo, rõ ràng ngài và cô ấy. Ta không lừa dối nàng, vì với ta nàng là vương phi duy nhất. Ta cũng hy vọng nàng cũng muốn là vương phi duy nhất của ta, nàng có hiểu không? Ngài nói vậy là ý gì? Nhưng chẳng phải nàng, ngài đã mang cô ấy về sao, còn giữ cô ấy ở lại phủ nữa. Thế mà nàng còn bảo là không quan tâm. Ta chẳng lẽ ngài hỏi ta thì được mà ta lại hỏi ngài lại thì không được sao? Là bởi vì suýt chút nữa thì cô ấy đã bị Tam Ca giết chết. Sao lại như vậy? Chuyện này có liên quan gì đến Tư Không Thánh Dục? Nếu như vương phi đã muốn biết như vậy thì bổn vương sẽ nói cho nàng biết. Dược vương phi sai người đến báo Thẩm Tiêm Nhu nhờ mẫu phi chỉ hôn cho ta. Vậy chẳng phải cô ấy thực sự muốn gả cho? Sao Sở Tịch Ngọc lại làm như vậy? Vương phi đừng vội, vì mẫu phi ta lại chỉ hôn cô ấy cho Tam Ca. Chiều Vân Quý Phi muốn cô ấy gả cho Tư Không Thánh Dục, chuyện này. Nhưng trước đó Chiêu Vân Quý Phi nên nhìn rõ tâm ý của Thẩm Tiêm Nhu mới phải chứ. Chẳng lẽ là nhắm đến xa cảnh nhà cô ấy. Xem ra Chiêu Vân Quý Phi đang nhất mật muốn cậy nhờ vợ Tư Không Thánh Dục. Ta đâu có vội, chẳng qua vì ta thấy có chút kỳ lạ. Vậy sao? Sau đó Thẩm Tiêm Nhu không chịu liền chạy đến chỗ Tam Ca xin hủy bỏ hôn ước. Đúng là quá ngốc nghếch. Hôm qua Phủ Dục Vương, cô không muốn gả cho ta, chẳng lẽ là muốn gả cho thất đệ? Tại sao hôm đó cô không nói rõ ràng? Lúc đó huynh ấy không bày tỏ thái độ, nên ta định để từ từ. Nhưng không ngờ Chiêu Vân Quý Phi lại chỉ hôn cho ta cho ngài. Lại là nó, trước đây cái gì nó cũng tranh với ta. Giờ đã là thành ra như vậy rồi mà vẫn còn muốn tranh giành với ta. Ban đầu khi Sở Tịch Giao từ chối hôn sự, ta đã bị cười nhạo mất hết mặt mũi. Giờ đã đến lượt cô đến đây để nói với ta rằng cô muốn gả cho nó. Cô từ chối ta thêm lần nữa thì ta biết phải giấu mặt đi đâu hả? Xin lỗi ta. Là kẻ nào sai cô đến hạ nhục ta, thất để sao? Không phải huynh ấy, là chủ ý của ta. Chủ ý của cô? Cô tưởng ta tin chắc? Là đế. Tam Ca, rốt cuộc cô ấy có chỗ nào đắc tội với huynh, đến mức huynh phải ra tay tàn nhẫn như vậy? Ồ, thất đệ không biết sao, người đàn bà này đột nhiên đến cầu xin ta gả cho cô ta cho đệ, để nó xem có nực cười hay không chứ. Hơn nữa ta không định giết chết cô ta, chỉ định dạy cho cô ta một bài học thôi, ai ngờ cô ta lại vô dụng đến vậy. Tam Ca, ta biết huynh tức ta, nhưng đâu nhất định phải hại người vô tội như vậy. Hóa ra là đệ biết, lúc trước thì đệ cướp mất Tịch Giao, giờ lại muốn cướp mất cô ta, đệ đúng là tham thật đấy. Trước giờ ta chưa từng muốn cướp đoạt bất kỳ thứ gì của huynh, đến nay giữa chúng ta đã mất hết tình cảm huynh đệ như này, thì xin Tam Ca hãy tự trọng. Để tránh Tam Ca ra tay độc ác với Tiêm Nhu, ta đã mang cô ấy đang hôn mê về đây. Không ngờ Tư Không Thánh Dục lại, không ngờ hắn ta vẫn để bụng chuyện đó, hơn nữa còn đổ lỗi cho Tư Không Cẩn. Nếu như đã có người đến thông báo, ta lại không hành động gì, để đến lúc Thẩm Tiêm Nhu sẽ ra chuyện, Mẫu Phi và Thẩm Gia sẽ trách cứ. Vậy nên ngài mới đến tìm và đưa cô ấy về phủ. Không ngờ ngài ấy lại chịu giải thích cho mình nghe. Cứu cô ấy là một chuyện, còn về việc đem cô ấy về thì chẳng lẽ để thăm dò mình sao? Sáng hôm nay tiện sảnh phủ Cẩn Vương. Sau này đừng dây vào Tam Ca nữa, nếu không lại chuốc họa vào thân. Lần sau muội không may mắn đến mức lại được ta cứu đâu. Ta biết, nhưng Chiêu Vân Quý Phi đã xin bệ hạ ban hôn cho ta và Thánh Dục Điện Hạ. Nếu không hành động, ta nhất định sẽ phải gả cho hắn. Chuyện này hình như không có liên quan gì đến ta cả. Lúc nãy chỉ là ta có ý tốt nhắc nhở, còn quyết định thế nào thì là chuyện của riêng muội. Tại sao? Chẳng lẽ huynh không quan tâm đến ta nữa sao? Vì thì sao phải cứu ta? Hơn nữa lúc nãy còn rõ ràng ta cảm thấy huynh đối với ta có biết thế nào gọi là bát nước hất đi sẽ không thể lấy lại được không? Ta đã hiểu thấu bản chất của cha con muội rồi.
Thật ra ta nghĩ nếu muội cứ biến mất như mấy năm vừa qua thì tốt biết bao. Sau khi muội ăn cơm xong, Nhân Hạ sẽ đưa muội về nhà. Hóa ra Huỳnh ấy đều biết. Nhưng hai hôm nay Huỳnh ấy đối xử với mình ấm áp như vậy là mình tưởng đã được tha thứ. Vừa nãy ở bàn ăn Huỳnh ấy luôn quan sát phản ứng của Sở Tịch Giao. Chẳng lẽ Huỳnh ấy chỉ lợi dụng mình để thăm dò cô ấy? Không, không thể nào. Chắc chắn là mình nghĩ nhiều rồi. Là Huỳnh ấy vẫn đang giận mình đến mới vậy. Nhất định là như vậy. Ngài cứ để cô ấy đi như vậy sao? Chẳng lẽ cứ để cứ giữ cô ấy ở đây mãi để chọc giận Vương Phi sao? Ta đâu có. Ta sẽ không cưới cô ấy. Vương Phi có hài lòng với đáp án này không? Ta... Mình định nói gì nhỉ? Vậy tối qua ngài cũng đã biết là ta nhìn thấy hai người cùng về sao? Nếu không thì vì sao ta lại không sai Nhân Hạ đưa cô ấy vào phòng? Ngài thật là bất chấp lý lẽ. Rốt cuộc thì ngài ấy làm sao thế? Vì thế mình không nói là sự thật nên muốn trêu tức mình sao? Vương Phi, nàng không phản đối chuyện ta chạm vào nàng. Chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì cảm thấy ta chẳng chịu nói lý lẽ sao? À, nói vậy, ta xin cáo lui trước đây. Vương Phi, còn chuyện gì sao? Bổn vương rất hài lòng với biểu hiện của nàng ngày hôm nay. Ta không hiểu ngài đang nói gì cả. Không ngờ ngài ấy là vậy chỉ vì muốn thăm dò mình. Thăm dò mình. Thăm dò mình có bận tâm đến chuyện ngài ấy lấy Thẩm Tiêm Nhu hay không? Nếu mình thật sự nổi giận thì... Thì chẳng phải sẽ giống như mình đang ghen sao? Không thể nào, không thể nào. Bởi vì nàng là vương phi duy nhất của ta. Nhưng tại sao mình lại cảm thấy tâm trạng khá hơn nhiều như vậy? Tiền Trang, phải quên hết những chuyện ngày hôm qua đi, còn về tư không thánh dục tiếp theo. Vị tiểu thư này đòi xem sổ sách sao? Vô cùng xin lỗi, chỉ có nội bộ mới xem được sổ sách của Tiền Trang chúng tôi. Xin hỏi tiểu thư có nhu cầu gì khác không ạ? Các ông có biết đây là... Vậy được, ông hãy trình bày tiền lãi của Tiền Trang trong 10 ngày gần đây. Cái gì? Tiểu thư dì ơi, nếu cô cố ý gây sự thì... Ta thấy là các ngươi cố ý dối trên đùa dưới thì có. Là các ngươi không nhận ra bổn Vương Phi đây, hay là cố tình không coi chủ nhân của mình ra gì? Vương Phi, thật sự cô là... Cậu không quỳ xuống, khấu kiến, cẩn Vương Phi sao? Nhân tổng quản. Nhân hạ, cậu ấy cũng đến nữa. Vương Phi, xin người toàn quyền xử lý những hạ nhân này. Vừa nãy là do tiểu nhân có mắt như mù không kịp nhận ra, Vương Phi... Xin Vương Phi cứ trách tội. Tạm thời không trách phạt ngươi. Trước tiên ngươi cứ giao sổ sách ra cho ta xem đã. Chuyện này... Hả? Là mệnh lệnh của ta không có tác dụng? Hay là ngươi đang chuột dạ? Không, không phải. Ngươi định dùng thứ sổ sách làm giả này để lừa dối ta, lừa dối điện hạ hay sao? Vương Phi, chuyện này tiểu nhân đâu dám làm vậy. Cái đời này tiểu nhân đã dốc hết tâm huyết cho Điền Trang này, vương gia cũng biết, sao tiểu nhân có thể làm giả? Quyển sổ sách này ghi lại toàn bộ tài chính trong vòng một năm nay, làm sao giấy có thể mới như thế này được? Hơn nữa riêng tiền vào tiền ra của hai tháng gần nhất đã có một sự bất cập rõ ràng rồi. Chỉ nhìn qua như vậy đã phát hiện ra vấn đề sao? Sao có thể như vậy được chứ? Điện hạ trong mắt ngươi hẳn là Dục Vương điện hạ nhỉ? Ngươi bán mạng cho hắn, biến Tiền Trang của Cẩn Vương thành một cái vỏ trống. Người ngậm máu phun người. Giờ ta hoàn toàn có thể sai người đi đối chiếu toàn bộ số tiền ra vào của Tiền Trang trong những năm gần đây. Đừng có bảo là ngươi không biết Tiền Trang đã ngấm ngầm giao cho phủ Dục Vương bao nhiêu tiền đấy nhé. Kiếp trước mình đã biết Tư Không Thánh Dục đục khoét tiền bạc của Tư Không Cẩn, muốn mình tìm ra chứng cứ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Người muốn thế nào? Người muốn ta phải làm sao? Không ngờ Cẩn Vương Phi này lại lợi hại như vậy. Ta muốn ngươi lấy công chuộc tội. Nếu vậy, tiểu nhân nguyện nghe theo mọi sự sắp đặt của Vương Phi. Ngoài ra ta có một số gợi ý đối với việc kinh doanh của Tiền Trang như sau. Đối với khách muốn gửi tiền, chúng ta không cần phải lấy tiền lãi. Ngược lại có thể căn cứ vào độ dài của thời gian gửi để trả lại một số tiền lãi nhất định.
Nhưng mà thưa Vương Phi, nếu chúng ta làm như vậy thì còn có lãi gì nữa? Như vậy thì số người đến gửi tiền sẽ càng ngày càng tăng, tiền trang có thể có càng nhiều vốn để cho vay. Người ta muốn vay tất nhiên là phải chịu lãi, còn về mặt tiền lãi thì các ngươi tự điều chỉnh cho hợp lý. Hay thật đấy, coi như kế hoạch đã tiến triển thuận lợi. Người đứng đó hớn hở cái gì vậy? Chẳng lẽ ngài ấy cố tình sai nhân hạ đi theo để giám sát mình? Đâu có, chỉ là nô tài cảm thấy Vương Phi đã giải quyết được một mối rắc rối lớn cho Vương gia, nên mới vậy. Vương Phi thật là tài giỏi. Không ngờ Vương Phi lại lợi hại như vậy, nhất định là Vương gia đã đoán trước được là Vương Phi có thể hoàn thành tốt việc này. Chẳng qua ta chỉ muốn đối phó với Tư Không Thánh Dục thôi, chứ đâu phải là vì nghĩ cho ngài ấy. Phủ Cẩn Vương. Ừ, sau này ngươi cứ tiếp tục đi theo Vương Phi. Vâng. Hình như là cô ấy đang có kế hoạch gì đó. Không biết là vì ai đây? Hai tháng sau, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Tư Không Thánh Dục, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một vật lễ lớn. Một lễ vật lớn. Tịch Giao tỷ tỷ, Trương Lạc, cuối cùng cũng gặp được tỷ, lo lắm đội tỷ không có vào cung. À tỷ ơi, sao không thấy Sở đại ca cùng vào? Đại ca không thích bầu không khí này cho nên hôm nay không đến. Ồ vậy à. Tỷ tỷ, ta rất muốn gặp Sở ca ca, lâu lắm rồi ta không được gặp huynh ấy, ta cứ mong mãi đến ngày hôm nay đến được gặp. Muốn gặp huynh ấy đến vậy sao? Muội và đại ca cách biệt quá nhiều về tuổi tác, e là lúc này tôi chỉ muốn gặp huynh ấy thôi. Ta biết hoại trưởng huynh ấy ra, có lẽ ta cả đời ta cũng không có cảm giác rung động với bất cứ một người nào nữa. Vậy sao? Kiếp trước mình cũng từng hết lòng yêu thương Tư Không Thánh Dục như vậy, thấy không có hắn thì không thể sống được, lãng phí cả đời cuối cùng cũng không có được tình yêu đích thực. Tháng sau là sinh thần của Văn Tịch, đệ đệ ta, chắc chắn phụ thân sẽ mở tiệc trong nhà để chúc mừng. Muội có thể lấy lý do này đến phủ tướng quân, lúc đó là có thể gặp được ca ca ta rồi. Tốt quá rồi, ta nhất định sẽ đến. Không biết đời này ta gặp được ngài, gả cho ngài thì mọi chuyện có khác đi không? Tại sao lại nhìn bổn vương mãi vậy? Ta là vương phi của ngài, không nên nhìn ngài sao? Vậy thì đừng nhìn người đàn ông nào khác nữa. Ngài ấy đang nói đến này, chẳng lẽ trước đây ngài ấy nhìn thấy mình nhìn Tư Không Thánh Dục? Tiêm Nhu, giờ này con cứ ngay dại bần thần thôi. Từ lúc Cẩn Vương đến, mắt con chưa rời khỏi người anh ngài ấy chút nào, trong lòng con vẫn có ngài ấy ư? Mấy hôm trước, Chiêu Vân Quý Phi có gọi cha đến thương lượng chuyện cưới xin của con với Dục Vương Điện Hạ. Cha nghĩ không bao lâu sau hoàng thượng nhất định sẽ hạ chỉ xuống, con nhất định phải đoạn tuyệt qua lại với Cẩn Vương. Cha lại định nhốt con lại rồi biến con thành món quà dâng tặng cho Dục Vương sao? Con không được nói lung tung. Chính cha là người đã một tay cắt đứt duyên phận giữa con và Bá Diễn ca ca, làm cho huynh ấy nghĩ rằng con là người đàn bà không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Từ đầu đến cuối cha đều lợi dụng con. Cha, 10 năm nay con đều sống theo ý cha, nhưng con thật sự quá mệt mỏi rồi, có lẽ sau này con sẽ không giúp gì được cho cha nữa. Con là con gái ta, đây đều là những điều con nên làm. Con định đi đâu? Đứng lại. Xem ra thẩm thừa tướng cũng đang phải đau đầu với chuyện nhà. Liên quan gì đến ngươi? Rồi, rỗi hơi thì ngồi yên một chỗ mà tự chơi đi. Ta đảnh mình mới dạo qua chỗ này của ngươi đấy. Ngươi tưởng ta muốn đến đây sao? Vậy sao ngươi còn chưa đi? Ngươi bảo ta đi thì ta phải đi chắc. Mình và Bá Diễn ca kiếp này thực sự đã hết duyên rồi sao? Tiêm Nhu tỷ tỷ, Tịch Ngọc, tỷ sao vậy? Sao lại khóc đau khổ thế kia? Có ai bắt nạt tỷ sao? Không có ai bắt nạt ta cả. Tỷ tỷ, sao lại phải đau lòng vì những chuyện không đáng chứ? Tỷ không tự thương mình thì làm sao mong muốn người khác thương tỷ đây? Chỉ là ta, đúng vậy, rõ ràng là mình không làm gì sai cả. Hà cớ thì phải tự đau thương một mình, có tác dụng gì chứ? Tỷ tỷ nhất định phải nhớ câu, người không vì mình trời chu đất diệt, người biết vì mình là đạo lý hiển nhiên. Chư vị ái khanh, hôm nay quả nhân chọn ngày lành tổ chức yến tiệc, hy vọng các vị cùng vui với trẫm. Đa tạ bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Vậy hả? Cái gì? Con Bách Tính gây ầm ĩ ở cửa đợi gặp trẫm? Sắp có kịch hay để xem rồi. Bệ hạ, phải lập tức đuổi họ đi hay xử tội họ tự ý xông vào hoàng cung? Không cần, nếu bọn họ thật sự là thường dân thì việc gì phải vô duyên vô cớ xông vào hoàng cung, nhất định là có nỗi khổ riêng. Vậy... Vậy hả, chi bằng gọi họ vào gặp mặt hỏi chuyện. Vậy hả, lai lịch của bọn người này không rõ ràng, tại sao lại dễ dàng gọi chúng vào như vậy? Nếu là bọn giặc có mưu đồ bất chính thì sao? Hạ hầu tướng quân nói vậy e là quá khinh suất rồi. Đám người đó ăn mặc bình dân lại không có vũ khí gì, trong cung có tầng tầng lớp lớp cấm vệ quân, Ngự Long quân bảo vệ chỉ có thể có nguy hiểm gì đây? Chẳng lẽ nương nương đang nghi ngờ năng lực của các tướng sĩ sao? Ngươi! Nếu hôm nay hoàng thượng không cho họ vào, có lẽ ngay ngày mai chuyện này sẽ được truyền khắp đường làng ngõ xóm. Bệ hạ là người biết suy nghĩ chu toàn, tự khác sẽ có quyết định riêng. Thôi đi, nơi này là hoàng cung, trẫm thật sự không tin chúng có gan lớn đến mức nào, hãy cho họ vào đi. Hoàng thượng! Vâng, thưa bệ hạ. Nếu không có hạ hầu tướng quân ngấm ngầm giúp đỡ thì e là chưa kịp gây động tĩnh thì đã bị bắt đi rồi. Nàng định làm gì vậy? Ta có thể làm gì chứ? Vương gia, chúng ta cứ ngồi xem kịch hay là được rồi. Lão Lưu! Hoàng thượng, Thảo Dân thực sự không dám nghĩ tới chuyện người còn nhận ra Thảo Dân. Tất nhiên là nhớ chứ. Mấy năm trước ta mặc thường phục đi vi hành, chính ngươi là người đã giúp ta thoát khỏi nguy hiểm. Năm đó ngươi không đòi bất kỳ sự ban thưởng nào, hôm nay đến đây là cần thưởng gì sao? Đó là do hoàng thượng có chân long hộ thể nên mới được bình an. Tiểu nhân không dám đòi ban thưởng gì cả, hôm nay đến đây là muốn đòi lại công bằng. Cái tiệt, ngươi đứng lên đi, không cần đa lễ, trẫm nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi. Đa tạ hoàng thượng. Hoàng thượng, hồi đó Cẩn Vương điện hạ kinh doanh ở bên ngoài đã là được cho hoàng thượng cho phép hay chưa ạ? Đúng vậy, khó khăn lắm người mới vào cung được một chuyến, tại sao lại hỏi đến chuyện của Cẩn Vương điện hạ thế? Hoàng thượng, những người này đều là người quản lý sổ sách của các cửa hàng của Cẩn Vương điện hạ. Lão Lưu tôi đây cũng vậy, hôm nay chúng tôi đến đây xin bẩm báo cho hoàng thượng một sự thật. Người của hoàng tộc không được phép kinh doanh ở bên ngoài, nhưng Cẩn Vương điện hạ bị thương nên người chỉ đặc biệt cho phép một mình Cẩn Vương được làm như vậy. Mặc dù bề ngoài Cẩn Vương có sản nghiệp riêng, nhưng chỉ là một cái vỏ rỗng, toàn bộ lợi lộc đều về tay Dục Vương điện hạ. Ông nói gì cơ? Phủ hoàng, kẻ này đang vu khống gì thật? Xin hoàng thượng minh xét, trước đây chúng Thảo Dân đều bị Dục Vương khống chế nên không dám hé răng, nay nhân chứng vật chứng đủ cả mới dám đến gặp hoàng thượng. Hoàng thượng có thể sai người đi kiểm tra, xin hoàng thượng minh xét. Bệ hạ, không thể chỉ nghe lời nó một phía của chúng. Không cần phải khám xét gì nữa, ta tin con người của lão Lưu. Phụ hoàng! Không uổng công mình đã bỏ bao công sức để thu phục lão Lưu, mình biết hoàng thượng sẽ không nghi ngờ ân nhân mình mà. 2 tháng trước, Tiền Trang, ta muốn ông tiết lộ hành vi đê tiện của Dục Vương trước mặt hoàng thượng. Thế gì? Ta chỉ là một dân thường vô danh, thấp cổ bé họng, ta có thể cung cấp cho cô sổ sách đầu vào làm bằng chứng cứ, nhưng công khai đắc tội với Dục Vương như vậy thì không được. Ông được coi là người đức cao vọng trọng ở Tiền Trang, lại có ơn với hoàng thượng, sao lại bảo mình là thường dân vô danh thấp bé? Trước đây ông làm điều mờ ám cảm thấy chột dạ mà còn dám cãi lại bổn vương phi, thế mà giờ bảo ông đi dương cao chính nghĩa thì ông lại bảo là không dám. Cô ta biết mình và hoàng thượng được có duyên gặp mặt. Tất cả tài sản của Cẩn Vương điện hạ đang bị Dục Vương khống chế, ta sẽ tóm tất cả những kẻ có liên quan đó ra, đến lúc đó các người rủ nào đi vạch trần, còn thấy sợ gì nữa. Không ngờ Dục Vương lại ngông cuồng làm càn như vậy. Ta chỉ muốn được sống yên ổn qua ngày. Ta biết ông sợ Dục Vương, sợ làm liên lụy đến cháu gái đang bị bệnh nặng của mình nữa. Ông yên tâm, ta lấy danh nghĩa của Cẩn Vương để đảm bảo sẽ cho ông được sống những ngày tháng bình yên một cách quang minh chính đại, cũng sẽ cho ông đủ tiền để chữa bệnh cho cháu gái mình. Ta sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy Cẩn Vương vượt trội hơn Dục Vương nhiều. Được. Hoàng thượng, Cẩn Vương điện hạ đối xử với chúng tôi không tệ,
Cho dù tiền lãi bị cướp đoạt hơn nữa, nhưng ngài ấy chưa từng trừ tiền hay trừng phạt chúng tôi, ngài ấy mới là chủ nhân thực sự của chúng tôi. Người ngậm máu phun người. Người đúng là đồ nghịch tử không làm được tích sự gì. Để của người thành ra như vậy, tao mới cho phép nó kinh doanh để làm những việc trong tầm khả năng của nó, không để nó đến nỗi... Không đến nỗi thành đồ bỏ đi phải không? Hoàng gia mới thật vô tình làm sao? Không ngờ ngươi lại có lòng tham vô đáy như vậy, đến tiền kinh doanh của đệ mình cũng chiếm đoạt. Hành vi này thực sự quá đáng khinh. Ngươi sinh ra tại hoàng gia, chẳng có lúc nào đến ngươi thiếu ăn thiếu mặc hay chưa? Sao trẫm lại sinh ra một đứa vô dụng bất tài như ngươi chứ? Phụ hoàng, Nhi Trần không ngờ thất đệ lại ra chiêu này, đáng ghét, nó đã sớm có kế hoạch báo thù mình từ lâu. Bệ hạ, chúng là huynh đệ ruột thịt, có cực phân định chi ly như vậy không? Chẳng qua thánh dục cũng chỉ giúp nó chăm lo công việc kinh doanh thôi mà. Lời này của nương nương không đúng cho lắm, cho dù là huynh đệ ruột thịt cũng phải tính toán rõ ràng. Hơn nữa thánh dục điện hạ làm như vậy là đang thu hộ đệ của mình hơn 90% lợi nhuận. Hoàng thượng, điện hạ nhà ta từng vì đất nước lập được đại công nhưng lại gặp nạn, nay chỉ cầu được yên ổn sống qua ngày, kính mong trả lại cho ngài ấy một sự công bằng. Giúp chăm lo công việc, lấy đi hơn 9 phần để khác nào đang bắt thiệt Cẩn Vương phủ. Đúng vậy, năm đó Cẩn Vương đã lập chiến công hiển hách cho triều đình, thế mà nay lại bị anh em ruột thịt hạ thiếp đến mức này, thử hỏi công lý ở đâu? Dục Vương quả thật vô cùng quá đáng. Sở Tịch Dao, giờ cô đứng về phía hắn thật sao? Ở đây làm gì đến lượt ngươi nói chuyện, ngươi đừng có đứng về phía bọn tiện dân này mà kêu oan nữa đi. Câm miệng, lão thất cũng là con đẻ của nàng, mức độ thiên vị của nàng thực sự quá đáng, không hề xấu một người mẹ. Hoàng thượng chưa từng trách mắng ta, thế mà hôm nay lại vì nó. Chiêu Vân đương đương còn ra sức bảo vệ tôi không đánh dục, xem ra chuyện này bà ta không phải là không biết. Bắt đầu từ hôm nay, hãy trả lại tất cả những tài sản từng chiếm đoạt của đệ ngươi. Nếu còn làm ra những chuyện mất mặt như vậy, trẫm quyết không đương tay. Vâng. Tại sao lại làm vậy? Ta biết là do nàng trù tính cả. Chính ngài đã giao tiền trang cho ta, sợ ta tìm ra vấn đề ngài lại không vui sao? Nàng phải biết là làm như vậy sẽ triệt để phá hỏng mối quan hệ của ta với mẫu phi và tam ca. Bất luận việc này có phải do ta làm hay không, thì họ vẫn sẽ đổ cho ta. Phá hỏng? Điện hạ cho rằng mối quan hệ giữa các người còn cần ta phá sao? Ngài cho nhân hạ theo dõi ta nhưng không ngăn cản ta, chẳng phải là ngầm đồng ý với kế hoạch của ta sao? Ta không ngờ tới là nàng lại không thèm thương lượng trước với ta mà đã làm ầm ĩ đến cả chỗ phù hoàng, thật sự là gan to tày trời. Tôi không cẩn, ngài có chút khí phách được không vậy? Ngài chính là bên bị hại, chẳng lẽ không muốn kết thúc những chuỗi ngày thấp bé thế này sao? Hay là ngài sợ tam ca và mẫu phi của ngài muốn cả đời này chỉ làm đá lót đường cho họ thôi? Nàng thấy bổn vương không có khí phách, cam tâm chấp nhận bị chà đập nên mới tự ý quyết định. Vương gia nghĩ thế nào ta không rõ, nhưng ta là vợ ngài, có họa cùng chịu có bực dọc, ta thấy ngài trút giận, ta không chịu được cái kiểu vô liêm sỉ của họ. Vương phi, nàng có biết là chỉ cần có chút sai sót thì sẽ bị mang đại tội hãm hại vương hầu. Ngài đang lo lắng cho ta sao? Mình làm lớn chuyện đến mức đó mà ngài lại lo lắng cho mình. Nếu nàng vì chuyện này mà chuốc họa lớn thì bổn vương cũng khó tránh khỏi bị trách tội. Vậy nên ngài đang trách ta? Bổn vương... Đồ khốn nhà ngươi, đây là những điều ngươi muốn phải không? Tư Không Cẩn rất quan tâm đến Chiêu Vân quý phi, nếu không phải vì bà ta có lẽ ngài ấy cũng không nhẫn nhịn Tư Không Thánh Dục đến giờ. Mặc dù vô cùng tàn nhẫn nhưng đã đến lúc để ngài ấy nhìn rõ hiện thực rồi. Tư Không Cẩn nhất định đang rất khó chịu. Mẫu phi, người bớt giả vờ ngây ngô đi, hôm nay ngươi phải giải thích rõ ràng, đừng có nói là ngươi không có liên quan. Tam ca lấy tiền bạc của con mà, sao có thể không liên quan đến con được? Sau khi biết được người đã làm ra những chuyện này, con đã vô cùng thất vọng. Dù thế nào thì ngươi cũng không nên hãm hại tam ca ngươi như vậy chứ. Nếu ngươi có ý kiến có thể nói chuyện riêng với bổn cung, nhưng ngươi lại to đen đến mức trực tiếp tố cáo lên tận chỗ phụ hoàng ngươi. Ngươi thực sự không coi bổn cung ra gì nữa rồi. Hóa ra Chiêu Vân quý phi lại là đồng lõa, lén lút cướp đoạt tài sản của ngài ấy mà còn ra vẻ hùng hổ như thế. Như thể mình đúng, hôm nay bà đây phải...
Chẳng lẽ Mẫu Phi và Tam Ca giấu giếm con làm ra những chuyện này là lẽ dĩ nhiên sao? Nói chuyện riêng, Mẫu Phi, người có cho con cơ hội nói chuyện riêng sao? Là phản thật rồi, bổn cung ngậm đắng nuốt cay, nuôi dưỡng ngươi hơn 30 năm nay mà ngươi dám trách mắng bổn cung. Ngươi cậy có phụ hoàng thương yêu nên càng ngày càng coi trời bằng vung chứ gì, bổn cung không làm gì được ngươi nữa chứ gì. Mẫu Phi, ngay cả trước mặt con, người cũng không muốn nói thật sao? Ngươi không thấy bá diễn ca rất đáng thương sao? Đó đâu phải là chuyện gì bí mật. Giờ ngươi mới thấy huynh ấy đáng thương thì có chút hơi muộn thì phải. Huynh ấy là người kiên cường, chút khó khăn này đã nhầm dò gì? Sao hôm nay huynh ấy cũng nên từ bỏ sự nỗ lực vô vọng này đi thôi. Nhưng lần nào nhìn thấy mẫu phi của bá diễn ca ca, ta lại nghĩ đến mẫu phi của mình đã yêu thương mình như thế nào. Ta lại thật sự cảm thấy chua xót thay. Tình yêu của mẹ thì làm sao? Từ nhỏ ta đã không có mẹ, chỉ có cha nuôi ta khôn lớn. Có hay không có mẹ cũng không sao cả. Chuyện đó, ngươi chưa bao giờ nhắc về chuyện của mẹ cho ta, ta không biết cho nên... Được rồi, như vậy thật chẳng giống ngươi tẹo nào cả, mất tự nhiên quá. Ngươi thật là, ngươi đừng có vỗ đầu ta nữa đi, vốn dĩ đã không cao rồi. Ha ha. Mẫu Phi, người từng nuôi con sao? Là, con là do bà vú nuôi lớn, nhưng sau đó người lại đuổi bà ấy đi, để con phải tự sinh tự diệt. Đây gọi là nuôi con hơn 20 năm sao? Ngươi là đồ nghịch tử, nếu không có bổn cung liệu ngươi có ngày hôm nay không? Ngươi không biết báo đáp thì thôi lại còn dám trách móc bản cung. Vậy sao? Nếu mấy năm trước mẫu phi không nhất quyết tiến cử nhi thần lên xa trường, thì nhi thần có lâm vào hoàn cảnh thê thảm muốn chết không được, muốn sống cũng không xong như này không? Hóa ra chính Chiêu Vân Quý Phi ép ngã lên xa trường, chuyện cho ngã bị thương là có liên quan đến Chiêu Vân Quý Phi. Ngươi... Hóa đã bao nhiêu năm nay ngươi vẫn luôn oán hận ta. Sao ngươi có thể nói ra những lời này mất mẫu phi? Dù sao thì ngươi cũng là mẹ của chúng ta. Sao ngươi lại đi oán hận ngươi? Tư Không Cẩn, ngài cũng giống như kiếp trước của ta vậy. Ngây thơ cho rằng cứ nhẫn nhịn cam chịu sẽ đợi được ngày đối phương tỉnh ngộ và yêu thương mình. Thôi vậy, sự biết ơn của ngươi cũng chẳng có ý nghĩa gì với bổn cung cả. Trước đây cũng vậy, ngay từ hồi nhỏ, ngươi còn nhỏ bổn cung cũng chưa từng coi trọng ngươi, giờ đây cũng vậy mà thôi. Hình như phản ứng của Chiêu Vân Quý Phi có dụng ý, nhưng bất luận thế nào, chúng ta cũng về thôi, Vương Phi. Hy vọng từ nay trở đi, tôi không cần sẽ không có ý nghĩ huyễn hoặc đối với họ nữa. Không về cùng nhóm bá diễn ca thật sao? Ngươi thấy họ có vẻ cần đến ngươi sao? Đừng lo, hôm nay có một Vương Phi tài giỏi lắm. À, sao người lại lôi chị dâu vào đây thế? Bí mật. Xin lỗi, hôm nay đều tại ta nên ngài mới... Chính tay mình đã chặt đứt tình cảm giữa ngài ấy và Chiêu Vân Quý Phi. Đúng là mình đã không nghĩ đến cảm nhận của ngài ấy. Tại sao ngài không trách ta? Ngài nên trách ta mới phải vì... Ta đã làm ngài buồn rồi. Vì nàng lợi dụng ta trả thù Tam Ca sao? Trước đó ngàn từ hôn, rồi nay thu thập các chứng cứ bất lợi cho huynh ấy. Ta không biết vì sao nàng hận huynh ấy, nhưng ta không hề cảm thấy là nàng đang hại ta. Ta... Tôi không cẩn thông minh như vậy làm gì có chuyện không phát hiện ra mình hận tôi không thánh dục. Nhưng sao mình cứ cảm thấy ngài ấy đang hơi ấm ức nhỉ? Ta không quan tâm có đối địch với huynh ấy kìa không? Không, tôi không cẩn. Ta không hề lợi dụng ngài để đối phó với hắn, ta chỉ muốn cùng ngài chiến thắng hắn. Vốn dĩ đúng là mình muốn báo thù Tư Không Thánh Dục, nhưng vì sao mình lại không hề muốn Tư Không Cẩn nghĩ như vậy? Hắn coi ngài như kẻ địch, ngài không thể không đáp trả. Nếu hắn cướp đoạt tài sản của người khác, ta sẽ không quan tâm. Nhưng nếu hắn động đến một phần của ngài, ta sẽ đòi lại gấp 10 lần ngài. Ta sẽ đòi lại gấp 10 lần cả phần hắn nợ ta và ngài. Chỉ là... Nhân tiện trả thù Tư Không Thánh Dục thôi. Thật ra mình làm vậy vì Tư Không Cẩn sao? Ta gả cho ngài là bởi vì ta được định sẵn là vương phi của ngài. Ta đòi lại mọi thứ cho ngài là bởi vì ta đã lựa chọn ngài. Tuyệt đối không phản bội ngài. Tư Không Cẩn, hôm nay là ngoại lệ. Bổn vương không chấp nhận chuyện nàng gọi trực tiếp tên ta tận mấy lần. Điện hạ, sau khi trải qua những chuyện này,
Thế mà ngài ấy lại ngủ hơn. Lời mình nói làm ngài ấy an tâm ư? Cung Chiêu Dương, Mẫu Phi đã chuyển tiền của thất đệ cho Nhi Thần sao? Chuyện này ta mới chỉ nghe Mẫu Phi nhắc đến chứ chưa từng can dự. Nếu không thì hôm nay đâu lâm vào cảnh không kịp trở tay như vậy. Tiền bạc của nó hiện đang trong tay bổn cung, đợi đến lúc thích hợp sẽ đưa cho con. Sau này... Sao nào, con cũng định đến chỗ phụ hoàng con tố cáo bổn cung sao? Không, làm sao có chuyện đó. Mẫu Phi làm như vậy đều là vì Nhi Thần. Nhi Thần sao có thể lấy oán báo ơn như thất đệ chứ? Nhưng phụ hoàng đã nói rồi. Phụ hoàng ngươi cũng vì thể diện nên mới bảo trả lại cho nó. Chúng ta không trả thì thôi, ngài cũng sẽ không hỏi lại đâu. Vâng, Nhi Thần hiểu rồi. Còn một chuyện nữa, Bảo Vương Phi của ngươi nghĩ cách theo dõi Sở Tịch Dao. Ban đầu nghe nói nó đến trong coi tài sản ta cũng không bận tâm, nhưng giờ xem ra con nha đầu này không hề đơn giản. Hả? Tại sao? Thôi không phải quan tâm đến những chuyện vớ vẩn này, để bốn cung làm rõ xong tự khắc sẽ nói với ngươi. Điều quan trọng nhất bây giờ là phụ hoàng đã nảy sinh khúc mắc với ngươi, ngươi phải mau chóng lấy lại sự tín nhiệm từ ngài. Vâng, thưa Mẫu Phi, Nhi Thần nhất định sẽ không phụ sự yêu thương của người đâu. Vì sao Mẫu Phi phải để mắt đến Sở Tịch Dao? Chẳng lẽ cô ta cũng là mối đe dọa với mình sao? Thả cô ấy ra! Lại là giấc mộng này, lại là người này. Rốt cuộc, ngươi là ai vậy? Nàng mơ thấy ác mộng hả? Bộ đồ trắng đó, góc mặt nghiêng đó, có vài phần giống Tư Không Cẩn. Không có gì, là mơ thôi mà, điện hạ không cần bận tâm. Người đó có thể đứng dậy, lại còn ôm mình lên, không thể nào là Tư Không Cẩn được. Tất nhiên là bốn vương phải bận tâm rồi. Vương Phi đang nằm trong lòng ta mà vẫn còn mơ thấy ác mộng mà. Dạ, đã đến vương phủ rồi ạ. Điện hạ, chúng ta xuống thôi. Rõ ràng lúc nãy là ngài ấy dù vào mình, sao sau đó lại ngược lại như vậy? Cẩn vương phủ. Sao mình lại cảm thấy có chút căng thẳng nhỉ? À, sao vậy? Chân ngài lại đâu sao? Ừ. Vậy mau chóng về phòng nghỉ ngơi rồi uống thuốc giảm đau. Vương Phi đi sắc thuốc cho bổn vương đi. Vâng, điện hạ đã nói vậy rồi thì ta sẽ làm theo. Coi như là bồi thường cho việc trước đó đã giấu giếm ngài vậy. Sao vương gia lại trông giống như một đứa trẻ đang làm nũng nhỉ? Điện hạ, thuốc mới sắc xong hơi nóng, ngài uống từ từ thôi. Điện hạ, ngài nhìn chằm ta làm gì vậy? Không cẩn thận nhìn nàng rồi. Biết đâu đến một ngày nàng lại âm thầm rút giận cho ta mà ta lại chẳng biết gì cả. Vậy chẳng phải là rất mất mặt sao? Điện hạ, rõ ràng là ngài đang trêu ta. Thời gian gần đây ngài phái nhân hạ âm thầm theo sát ta. Cũng coi như là ngầm đồng ý cho ta thu thập chứng cứ tố cáo khắp nơi. Vương Phi biết suy nghĩ của bổn. Vương Phi biết suy nghĩ cho bổn vương. Tất nhiên ta cảm kích vô cùng. Nhưng chuyện gì đáng lẽ cũng nên thương lượng với ta một chút. Từ trước đến nay điện hạ vẫn ngầm cho phép chúng chiếm đoạt biến viễn thủ tài sản. Vì vậy ta nghĩ là có thương lượng hay không cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Bởi vì ngài căn bản không muốn đi đến bước đường này. Cô ấy thực sự bị mình sao? Điện hạ, ta mãi mãi đứng về phía ngài. Ta là vương phi của ngài mà. Bổn vương sẽ ghi nhớ câu nói này của nàng, vương phi. Không biết hôm nay chân ngã đã đỡ hơn chưa? À! Rõ ràng mình còn chưa chạm vào cô ấy, sao lại ngã xuống đất thế kia? Với lại, sao cô ấy lại ở đây? Sao vậy?
Hóa ra là vì ngắm chuẩn ngày ấy đang ở đây. Không biết từ bao giờ Thẩm tiểu thư này cũng học hỏi, cũng học đòi sử dụng mấy mánh khóe hạ đẳng nè. Chuyện này là sao vậy? Điện hạ, đều là lỗi của muội. À, là muội không cẩn thận nên va vào biển ngã. Nàng không dìu cô ấy vậy sao? Tại sao ta phải dìu cô ấy? Không cần đâu, tự ta có thể đứng dậy. Thẩm Tiêm Nhu tỏ ra vô cùng đáng thương, nhưng vẫn cố gắng gỡ tội cho mình. So ra thì mình tự dưng lại trở thành một kẻ độc ác, trở thành một kẻ ác độc va vào người ta nhưng không chịu nhận sai. Điện hạ, chỉ bị thương nhẹ, xin huynh đừng làm khó Tịch Dao. Ta làm khó cô ấy? Thẩm tiểu thư nói đùa rồi, ta làm gì có chuyện, làm gì có chuyện phu quân ta đi, lại đi làm khó ta. Định đóng kịch đủ bộ thật này, xem ra là đắp tâm đổ cả mớ vòng bông lên người mình. Tịch Dao, ta chỉ sợ điện hạ hiểu lầm. Có gì mà hiểu lầm? Hiểu lầm thành vương phi của bổn vương đụng phải cô, khi con gái của thừa tướng là cô phải chịu ấm ức như vậy sao? Điện hạ? Vương phi, nàng không có gì cần nói sao? Ta? Chẳng lẽ ngài ấy đã tin vào lời đối dối trá của cô ta? Tịch Dao, hôm nay ta chỉ muốn đến thăm điện hạ thôi, cô tuyệt đối đừng hiểu lầm nhé. Thẩm tiểu thư, cô quả nhiên là Tịch Ngọc nói không có sai. Nếu ta thực sự muốn cướp bá diễn ca ca về thì sở Tịch Dao có cô làm sao có thể đấu được với ta. Thẩm tiểu thư nói đùa rồi, cho dù ngày nào cô cũng đến ta cũng vẫn rất hoan nghênh. Có điều là nếu như ngày nào cô cũng ngã vỡ bát rồi bị thương thì thiên hạ lại bảo vương gia nhà ta tiếp đãi khách không chu đáo. Ta vừa nãy ta chỉ là không cẩn thận ngã trước mặt ta, hay là không cẩn thận ngã cho điện hạ nhìn. Điện hạ, chẳng qua là lúc bưng thuốc cho huynh, muội quá sốt sắng nên không ngẩng đầu nhìn thấy Tịch Dao. Điện hạ, bổn vương có vương phi rồi, đâu cần Thẩm tiểu thư bưng thuốc. Muội chính là vừa hay nhìn thấy người hầu đang sắc thuốc. Huynh ấy nói vậy là sao? Huynh ấy cần sổ Tịch Dao. Đây là Cẩn vương phủ, vương phi của ta có làm gì cũng có thể tha thứ, đồng thời không cho phép phải chịu bất cứ sự ức ức nào. Không ngờ ngài ấy lại bảo vệ mình như vậy. Không ngờ huynh ấy lại nắm tay cô ta. Trước đây mình và huynh ấy chưa từng thân mật như vậy. Thẩm tiểu thư, cô có cần bổn vương tiếp tục nghiên cứu nãy cô vì sao lại bị thương không? Là muội không cẩn thận nên vậy. Không làm phiền điện hạ nữa, muội đi trước đây. Không ngờ huynh ấy lại không ngờ huynh ấy lại hung dữ với mình như vậy. Ngay từ đầu đã không tin mình rồi sao? Mình chưa từng nhìn thấy ánh mắt chán ghét của huynh ấy như vậy bao giờ. Đều là lỗi của Sở Tịch Dao, đều do cô ta hại mà ra. Sao ngài lại đứng về phía ta thế? Vốn dĩ bổn vương là vương phi, vốn dĩ bổn vương và vương phi đua cùng một phía mà, sao vậy? Chỉ nàng được nói thế, còn ta không được sao? Nhưng chẳng phải ngài cũng quan tâm đến vết thương của cô ấy sao? Sao tự dưng lại trở mặt nhanh hơn bánh tráng vậy? Ta chỉ muốn xem vết thương của cô ấy có phải là xả không? Có phải do vũ khí sắc bén gì tạo thành không? Ngài, hóa ra ngài vì chuyện này, thế tại sao còn bảo ta dìu cô ấy? Ở đây chỉ có ta với nàng, chẳng lẽ nàng định bảo ta dìu sao? Nàng bằng lòng sao? Ta có gì mà không bằng lòng, chẳng qua là ngài không tiện vận động thôi, không gọi người hầu đến được sao? Mấy cái trò vô vị đó không nên để cho người khác xem, không lại bị bảo là tiếp đón không chu đáo. Rõ ràng là không hài lòng, lúc mình kiểm tra vết thương, nhìn nàng ấy cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Tóm lại cứ có bổn vương ở đây thì kịch hay vẫn sẽ được tiếp diễn, chẳng phải sao? Hóa ra ngay từ đầu ngài đã nhìn ra rồi, thế mà ngài cũng rảnh rỗi để ngồi đó xem kịch. Có phải bổn vương không giải thích thì nàng sẽ không hiểu không? Bổn vương chỉ tò mò không biết vương phi có cần ta ra tay giúp đỡ không thôi. Tại đợt trước toàn là nàng giúp ta. Ngài muốn ta nhờ ngài giúp đỡ. Vương phi, thừa nhận đi. Nàng cần đến bổn vương. Ta... Điện hạ, ngài ấy định làm gì? Định hôn mình sao? Ta còn có việc làm, xin cáo từ trước đây.
có hơi đáng tiếc. Điện hạ, thực ra ngày mai ta cần về phủ tướng quân, ngài có muốn về cùng ta không? Tất nhiên tự ta về cũng được. Được. Ừ. Hình như giữa hai chúng ta đã có một sự thay đổi nào đó. Vương phi, vương ta có bảo chờ ngài ấy giải quyết xong chút chuyện. Giờ chúng ta đi mà không nói gì, có khi nào ngài ấy sẽ giận không? Phủ tướng quân. Ai bảo ngài ấy cứ lề mà lề mề, lâu lắm rồi ta chưa được gặp mẹ, giờ chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về gặp. Trưởng tỷ, cuối cùng tỷ cũng về rồi. Phải về chúc mừng sinh thần của đệ chứ, ta làm sao có thể vắng mặt được. Cha mẹ đâu? Cha và đại ca bảo có việc cần làm, sáng sớm đã ra ngoài rồi, còn phu nhân thì... Tiểu thư, cuối cùng vừa cũng về rồi. Tống đại nương, chẳng phải, đại nương phải ở bên cạnh mẹ ta sao? Tiểu thư đừng nói nữa, mau đến thăm phu nhân đi. Đi! Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Mẹ! Mẹ! Mẹ sao vậy? Mẹ tỉnh lại đi! Con gái về thăm mẹ rồi đấy. Tiểu thư, phu nhân đã hôn mê rất nhiều ngày rồi. Hôm nào đại phu cũng đến, đại phu cũng đến khám nhưng không thấy có tiến triển. Mẹ ta bị bệnh nặng như vậy, vì sao không ai thông báo với ta? Đồng nhi, mau đến mời Nạp Lan đại phu đến đây. Thế mà cha lại đi ra ngoài, cha không quan tâm đến mẹ như vậy sao? Vâng thưa tiểu thư. Ồ, để ta xem là ai về mà khoa trương như thế, khiến các nô tỳ đi lại cũng nóng ngóng. Thì ra là đại tiểu thư lâu lắm không gặp. Đồng nhi, cậu không mau đi đi. Vâng. Tống di nương, mẹ ta bị bệnh rồi, di nương chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Mẹ mình bệnh đến mức như này mà bà ta lại càng đắc ý hơn sao? Hơ, chuyện tỷ tỷ bị bệnh mặc dù ta không biết rõ lắm, nhưng vẫn còn biết nhiều hơn đại tiểu thư một chút. Mẹ. Ồ, di nương thân làm phận thiếp. Không những không làm tròn chức trách chăm sóc mẹ ta, chăm chọc khiêu khích vào phòng ồn ào ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của mẹ ta, không biết di nương đang có ý đồ gì đây. Ngươi! Đại tiểu thư nói vậy triệu an cho ta quá, từ lúc tỷ tỷ đổ bệnh đến nay ta vẫn luôn thường xuyên lo lắng quan tâm. Nhưng tình hình sức khỏe của bà ấy thì ngươi cũng biết rồi đấy, vốn dĩ đã yếu ớt lại thêm tuổi cao sức yếu. Về chuyện tống di nương quan tâm, chăm sóc mẹ ta thế nào ta tự sẽ cho người khác. Ta tự sẽ cho người xác định thật giả. Dù sao thì đôi khi nhiệt tình cộng ngu dốt cũng bằng phá hoại. Phận làm con gái ta nhất định phải biết thời gian qua đã xảy ra những gì trên người mẹ ta. Mới tí tuổi đành đã tỏ vẻ, ngươi tưởng là con dòng chính thất thì cao quý lắm à? Ngươi đã xuất giá rồi mà còn định làm loạn ở cái phủ tướng quân này ư? Mẹ, phu nhân bị bệnh, tâm trạng của trưởng tỷ vốn đã không tốt lắm rồi, mẹ đừng gây rắc rối thêm cho tỷ ấy nữa. Tịch nhi, con không nói giúp mẹ thì cũng thôi đi, đằng này lại còn bên đó, nó cho con ăn bù mới thuốc lú gì rồi hả? Con... Thục nhàn à, không ngờ con lại biết dạy con trai như vậy, còn biết nói đỡ cho trưởng tỷ của nó rồi đấy. Con trai lớn rồi không nghe lời mẹ nữa, con mới không để mắt nó có mấy hôm mà nó đã bị cho ăn bù mê thuốc lú, không biết tội này nên trách ai đây. Không ngờ bệnh hay suy nghĩ chủ quan của di nương lại càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Tổ mẫu cũng đến rồi đấy à, nếu định tìm con nói chuyện thì tìm chỗ khác nói đi, đừng làm phiền mẹ con nghỉ ngơi. Hai mụ già ác độc này lại cùng rủ nhau đến rồi sao? Đúng là không để mình yên nổi một khắc. Ngươi nói gì? Làm phiền mẹ ngươi, thế ngươi lại còn chạy đến đây suốt ngày. Đúng là không có chút phép tắc gì cả. Nếu để bên nhà chồng biết được họ sẽ cười vào mặt ta mất. Suốt ngày chạy đến đây, có lẽ tổ mẫu già rồi nên trí nhớ kém. Tính cả lần lại mặt thì đây mới là lần thứ hai con về thăm nhà. Hay là con gả chồng rồi thì tổ mẫu liền không cho phép con về thăm mẹ. Sao con nha đầu này lại dám cãi lại như vậy? Trước đây nó đâu có thế. Ngươi là đồ không biết trời cao đất dày. Mới bị ta dạy dỗ có hai câu liền không chịu được. Đúng là vô giáo dục. Nói ra sợ người khác lại cười thối mũi phủ tướng quân này. Sao vậy? Trước đây nể mặt ông nội ta mới nhường bà vài phần. Thế là bà tưởng rằng Sở Tịch Giao này dễ ức hiếp sao? Đừng quên thân phận của mình. Ngươi dám ăn nói với ta thế sao? Làm phản hả? Tịch Giao, ngươi nói gì vậy? Còn không mau xin lỗi lão phu nhân đi. Tổ mẫu ghét nhất là bị người khác động chạm xuất thân, cứ cãi khỏe vào đi, ta sẽ làm ngươi ông đắc lợi. Xin lỗi, nực cười, chẳng chắc cả các phủ tướng quân này không ai là không biết đến xuất thân của tổ mẫu cả.
chẳng qua chỉ là thơm lây rồi bám giết ở đây thôi, thế mà lại tưởng rằng bản thân mình là chủ nhân thật sự. Cầm mồm, con nha đầu chết tiệt này, mày cầm mồm. To ghê. Ngươi cứ thử động vào vương phi của bổn vương thử xem. Đi hả? Cẩn vương điện hạ? Tham kiến cẩn vương điện hạ. Sao cẩn vương điện hạ lại tới đây? Chẳng lẽ con đanh sở tịch giao của tịch sắp xếp để điện hạ chứng kiến cảnh này? Bổn vương không biết là người của phủ tướng quân lại dám bất kính với vương phi của mình như vậy đấy. Cẩn vương điện hạ, lão thân chỉ là nhất thời tức giận, chứ không có ý đến cô ta đâu ạ. Chỉ là cô ta nói năng quá động chạm. Động chạm? Ngay khi vừa vào cửa, tổ mẫu liền bài xích chuyện ta về phủ, mắng nhiếc ta là đồ không biết trời cao đất dày. Ta thật sự không biết ai mới là người động chạm ai đây. Chuyện này là thật sao? Ngươi có biết mạo phạm vương phi là tội gì không? Chuyện này lão thần. Ôi, oan cho lão thần quá. Cẩn vương điện hạ, tổ mẫu nhiều tuổi rồi, sức khỏe không tốt, nhất thời tức quá nên hồ đồ. Xin hãy nể mặt phủ tướng quân mà tha cho bà ấy. Tịch giao, ngươi sẽ không nhẫn tâm làm khó tổ mẫu đâu nhỉ? Bọn họ thật xảo hoạt, cứ làm như thế mà đang ức hiếp họ chẳng bằng. Vương phi, nàng muốn xử lý thế nào? Chuyện này cứ gác qua một bên đã, lúc này mẹ ta đang bệnh nặng, ta không có tâm trạng lãng phí thời gian với bọn họ. Nhưng hả, sau này vương phi muốn xử lý họ thì mệnh lệnh của vương phi chính là mệnh lệnh của bổn vương. Vâng thưa điện hạ. Cẩn vương điện hạ và vương phi có tấm lòng nhân hậu, sau này chúng tôi cam đoan sẽ không dám mạo phạm nữa. Không ngờ cẩn vương lại bảo vệ sở tịch giao như vậy, con nhóc này đúng là biết bỏ bùa người khác. À mà mẹ ta bị bệnh nặng như vậy nhưng ta lại không hay biết gì, có thể là do có kẻ lòng dạ bất trắc cố tình che giấu, phiền điện hạ sai người đi điều tra. Được. Lão phu nhân, rõ ràng sở tịch giao nói vậy là nhằm vào chúng ta, sợ nó có cẩn vương chống lưng, e là chúng ta sắp gặp nạn rồi. Vậy biết phải làm sao, tóm lại là trước mắt đừng để nó nắm được thóp gì. Khó khăn lắm mình mới giành được chút địa vị ở phủ tướng quân, không thể cứ thế để tịch giao hủy hoại được. Mẹ, con là tịch giao đây. Tiểu thư, Nạp Lan đại phu đến rồi ạ. Mau vào đây. Điện hạ. Đồng nhi tham kiến điện hạ. Nạp Lan tham kiến cẩn vương điện hạ. Người đến là để khám chữa cho vân phu nhân phải không? Còn không mau vào đi. Sao lại là hắn? Nạp Lan đại phu, mẹ ta bị bệnh nặng lắm. Cẩn vương phi đừng lo lắng, sợ ta sẽ bắt mạch cho phu nhân. Mẹ nàng sẽ không sao đâu. Vâng. Bệnh của lão phu nhân không phải là ngày một ngày hai. Các hạ nhân có nói đổ bệnh cũng một thời gian dài rồi, cũng đã đi mời rất nhiều đại phu chữa trị rồi. Rốt cuộc mẹ ta bị sao vậy? Có thể chữa khỏi được không? Vốn dĩ cơ thể của bà ấy suy nhược, lại không được chữa trị đúng cách, lại uống quá nhiều thuốc bổ, không những không có tác dụng gì mà còn chữa lợn lành thành lợn què. Có thể xác định được đây là do ai cố ý làm ra hay không? Mẹ ta có uống phải loại thứ gì có độc không? Giờ ta chỉ nhìn được sơ qua thôi, còn phải khám nhiều ngày sau mới có thể xác nhận được. Trước mắt là hạn chế lượng thuốc uống hàng ngày, ăn uống các đồ thanh đạm, uống thêm chút thuốc này để điều dưỡng cơ thể thêm một thời gian. Vậy mẹ ta trông cậy cả vào Nạp Lan đại phu. Chuyện này nghe có vẻ có chút kỳ lạ. Ta nhất định sẽ dốc hết sức chữa trị, xin vương phi yên tâm, ngày mai ta lại đến. Nạp Lan đại phu, để ta và Đông Nhi tiễn huynh. Ồ, làm phiền cô vậy. Cảm ơn điện hạ đã đến giúp đỡ. Vốn dĩ bổn vương không muốn đến muộn, lúc trước rõ ràng là vương phi mời ta cùng đi, vì sao sau đó lại tự đi trước một mình? Nếu lúc đó mình cùng về với cô ấy thì đám người đó làm gì dám kẹn quấy như vậy. Ta tưởng rằng ngài còn bận việc rất lâu, ta quá sốt ruột nên về thăm mẹ nên mới. Nếu bổn vương cứ thế không đến thì nàng phải làm sao? Chẳng phải cuối cùng ngài đã đến rồi sao? Nếu như thật sự không đến thì ta cũng sẽ tự có cách đối phó. Ý nàng là nàng không cần bổn vương, vậy nên trước đó mới không chịu thừa nhận. Vương phi, thừa nhận đi, nàng cần bổn vương. Không phải, là ta. Được rồi, là ta không đúng, sau này ta nhất định sẽ đi cùng ngài, ta cần có ngài ở bên cạnh. Vương phi phải ghi nhớ câu nói này nhé. Ừ.
Vương Phi, phòng của nàng ở đâu vậy? Ờ, ngài hỏi đến làm gì? Hôm nay bổn vương sẽ ngủ lại ở phủ tướng quân. Vương Phi nghĩ ta nên ngủ ở đâu mới phải? Phủ tướng quân. Tịch Giao, sao vậy mà không thông báo trước cho bọn ta một tiếng, Cẩn Vương Điện Hạ đâu? Cha, Điện Hạ về phòng nghỉ ngơi rồi. Lần này con về chỉ định tham dự tiệc sinh nhật cho Văn Tịch, thế nên cứ thế về, ai ngờ mẹ lại... Thật ra sau khi con gả chồng, sức khỏe của mẹ con đã bắt đầu không ổn rồi. Nhưng bà ấy cứ nhấn mạnh không được để con lo lắng, cũng không để ta nói cho con biết. Cái gì? Kiếp trước của mình, sức khỏe của mẹ cũng coi như mạnh khỏe, nhưng nay đột nhiên sao lại như vậy? Chẳng lẽ sự thay đổi mà mình đem lại đã khiến có người muốn hại mẹ? Cha, mẹ đã hôn mê nhiều ngày, sao cha còn bận bịu công việc thế? Với lại nãy đại phu có chẩn đoán mẹ được điều trị không đúng cách dẫn đến bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Chuyện này cha có biết không? Là cha không tốt, tuy nhiên chắc không phải do điều trị sai cách chứ. Những đại phu đến chữa đều là thái y mà quản gia mời từ trong hoàng cung đến đây đấy. Thái y, rốt cuộc là vấn đề nằm ở điểm nào? Mình nhất định phải điều tra mới được. Mình nhất quyết không tha cho bất kỳ kẻ nào làm hại mẹ mình. Chắc là ngày ấy đã ngủ rồi nhỉ? Vương Phi. Điện hạ, sao ngài còn chưa đi nghỉ? Tất nhiên là đợi Vương Phi đến thay y phục cho bổn vương rồi. Thay y phục? Điện hạ sao lại bảo ta? Đây là phủ tướng quân, lẽ nào chúng ta không nên thể hiện ân ái một chút? Hay là nàng muốn những kẻ địch đó bắt được thóp gì đó? Thế mà mình lại không thể phản bác được. Còn không mau đến đây, bổn vương buồn ngủ rồi. Điện hạ, giờ ta đi thay y phục cho ngài đây. Sao mình lại có cảm giác ngài ấy đang trêu chọc mình nhỉ? Điện hạ, ta nghe được tiếng tim ngài đập. Nói vậy, đó là tiếng tim của nàng thì có. Còn chối. Vương Phi, nàng đang làm gì vậy? Ta lo ngài bận bịu công chuyện mệt mỏi nên định sao bóp thư giãn cho ngài. Đây cũng là biểu hiện của ân ái mà. Điện hạ, có cần cởi nốt số quần áo còn lại không? Không ngờ Tư Không Cẩn cũng có lúc bị mình trêu chọc lại. Vương Phi, nàng đang ám thị cho bốn vương đấy ư? Ta không có. Mặc dù bốn vương bị thương ở chân, nhưng không phải là không thể làm chuyện nam nữ. Ngài đừng có làm bậy. Đợi đã. Chết rồi, cởi thật rồi. Tôi không cẩn, tối nay không được. Thế này là Vương Phi đã thừa nhận mình xấu hổ rồi nhé. Vô lại. Chẳng qua bốn vương chỉ định giúp Vương Phi thay áo thôi. Còn về chuyện kia sau này chúng ta sẽ làm sao? Phải làm sao bây giờ? Mình có thể từ chối không? Ngài buông ta ra, ta biết ngài chưa ngủ. Vậy tùy ngài. Đợi ngài ngủ rồi ta sẽ tháo chạy đi ngủ ở một phòng khác. Chào buổi sáng, Vương Phi. Sao mình lại... À, mình nhớ ra rồi. Tối qua cứ mãi không xảy ra được, sau đó thì buồn ngủ rồi ngủ mất. À, trời sáng rồi, ta đi thăm mẹ. Vương Phi, nàng định cứ mặc như này mà đi sao? Bộ dạng này của nàng chỉ bổn vương được nhìn thôi, có cởi thêm nữa cũng chỉ có ta được nhìn. Ngày ấy lại trêu mình. Đa tạ điện hạ nhắc nhở. Vương Phi, xem ra đồ ăn ở vương phủ cũng rất ổn, nàng đầy đặn hơn lúc mới gả về nhiều. Cái gì? Ngài chê ta béo? Nàng xem, sờ vào đúng là rất thích. Tư Không Cẩn! Như này rất tốt. Cái gì vậy trời, rõ ràng là đang trêu mình, nhưng lại rất dịu dàng. Mình thật sự không biết phải làm sao với con người này. Xin lỗi đã làm phiền vương gia vương phi, nãy Tống Đại Nương có thông báo. Vân phu nhân tỉnh lại rồi. Thật không? Cái gì? Tịch Giao về rồi sao? Mẹ, cuối cùng mẹ cũng đã tỉnh. Lúc mẹ thấy không khỏe, sao không cho người báo với con một tiếng? Mẹ có biết con lo lắng thế nào không? Con đã gả đi rồi, sao có thể cứ vài ba hôm lại chạy về một buổi được? Với lại mẹ cũng không có chuyện bệnh gì nghiêm trọng. Mẹ vẫn định giấu con. Con bé này đã gả đi rồi mà sao vẫn không trầm ổn chút nào thế?
Mẹ biết tự chăm sóc cho bản thân. Chăm sóc cho mẹ vốn là nghĩa vụ cả đời của con gái. Còn cha nữa, những ngày mẹ bị hôn mê, cha cứ bận bịu chạy ra ngoài khắp nơi, không biết là bận cái gì nữa. Mẹ, con gái ta lớn thật rồi. Nãy Tóm Đại Nương nói hôm nay là sinh thần của đệ đệ con, chắc là cha con bận chuyện này. Này, ngày sáng sớm nay cha con đã dặn phân phó công việc cho mọi người rồi, chắc là buổi chiều sẽ có khách quý nào đến. Đúng vậy, cha con chỉ có một người con trai này thôi, chẳng phải năm nào cũng như vậy sao? Thôi vậy, lát nữa bảo người đến trang điểm cho ta vậy. Mẹ, người vẫn còn yếu thì đừng đi, còn có con ở đây mà. Mẹ mà không đi thì người khác sẽ đồn đoán lung tung, như vậy sẽ bất lợi cho cha con. Kiếp trước vì tôi không thánh dục mình đã làm tổn thương cha mẹ rất nhiều, kiếp này mình nhất định phải bù đắp thật tốt. Hôm nay bổn vương cùng vương phi đến chúc mừng sinh thần của đệ đệ, mọi người không cần phải đa lễ. Cẩn vương cũng đến tham gia với vương phi, xem ra quan hệ của hai người rất tốt. Sao bà ta dám ngồi vào vị trí của mẹ mình? Tỷ tỷ, đó là chỗ của mẹ tỷ, bà ta ngồi đó đúng là không biết xấu hổ. Bổn công chúa sẽ bắt bà ta xuống, thay tỷ tỷ dạy cho bà ta một bài học. Chuyện này muội đừng can thiệp, nhiều người đang ở đây, với lại muội lại là công chúa. Hơn nữa muội đã quên là hôm nay mình đến đây để làm gì sao? Thôi được. Tỷ tỷ, thấy ta mặc thế này, Sở đại ca có thích không? Mặc dù trang điểm có hơi đậm, nhưng thỉnh thoảng để huynh ấy kinh ngạc nhìn thấy một bộ dạng khác của muội thì có thể cũng là chuyện tốt. Thế ư, tốt quá rồi. Vương phi, chuyện mà đến cả nhà đầu Trường Lạc cũng hiểu mà sao mọi người cũng không hiểu vậy? Hả? Nhạc vụ đại nhân, gần đây trí nhớ của bổn vương không được tốt lắm. Sao ta lại nhớ là vị trí đó? Vị này là... À thưa vương gia, là thế này, bà ấy là nhị phu nhân của ta. Lúc mình đến đã thấy bà ấy ở đây rồi, không tiện bảo bà ấy chuyển đi chỗ khác, không ngờ lại bị Cẩn vương hỏi đến. Thảo nào bổn vương lại không biết mặt, thế nhạc bảo đâu, sao bà ấy lại không đến? Vương gia, hôm nay tiết ấy không khỏe nên không đến được. Hôm qua mới gặp bà Lây lại bảo không biết mặt, ý của hắn là phủ tướng quân này chỉ có một phu nhân, là Vân Thị thôi sao? Nếu như vậy thì chỗ này nên để trống mới phải chứ, dù sao đó cũng là quy tắc rồi. Vương gia, hôm nay là sinh thật của con trai ta, ngài nói vậy e là không thích hợp lắm thì phải. Hơn nữa ta là mẹ đẻ của con trai ta, vì sao lại không thể ngồi đây? Lẽ nào bổn vương đã hiểu sai sao? Bổn vương cứ tưởng chỉ có chủ mẫu mới được ngồi đó. Vương phi thấy thế nào? Đó đương nhiên là vị trí của mẹ ta rồi, chỉ có phu nhân chính thức mới có tư cách ngồi vào đó. Ngươi! Nói nặng chú ý một chút. Tỷ không khỏe, không thể đến đây nên ta thay mặt tỷ ấy chủ trì những chuyện ở đây. Vậy nên mới ngồi đây, ta nghĩ mọi người sẽ đều hiểu cho ta. Không ngờ muội muội lại suy nghĩ cho tỷ tỷ như vậy. Thật sự tỷ tỷ cảm thấy vô cùng được an ủi. Sao á, ta lại tỉnh lại rồi, lại còn đến tham gia bữa tiệc sinh thần nữa chứ. Hôm nay mọi người đều bớt chút thời gian đến chúc mừng sinh thần cho văn tịch của chúng ta. Thân làm chủ mẫu, ta sao dám không đến gặp mặt mọi người đây. Ta xin vô cùng cảm ơn ý tốt của các vị. Phu nhân khách khí quá rồi, đây mới là phong thái của chủ mẫu chứ. Cảm phiền muội muội suy nghĩ cho tỷ tỷ, giờ cứ để tỷ tỷ tự lo là được rồi. Vâng. Lão gia, có phải hôm nay ta đến không đúng lúc không? Nếu ông đã sắp xếp cho ta vị trí khác rồi, thì ta cũng có thể để muội muội ngồi đó. Bà nói gì vậy, đây tất nhiên là vị trí của bà rồi, lúc trước là do ta sơ suất và đừng bận tâm. Trước đây chưa bao giờ mẹ chăm chấp với Tống Nhi Nương, cũng không để mắt đến bà ta, càng không bao giờ làm khó cha. Nhưng hôm nay đã miễn cưỡng bản thân, rốt cuộc mẹ làm sao vậy? Ngài ấy đang an ủi mình sao? Sinh thần cháu nhà ngoại ta náo nhiệt quá. Tịch Nhi, còn không mau gọi cửu cửu đi. Cửu cửu, sao người cũng đến đây? Tống Nguyên Khuê đến đây làm gì? Các năm trước ông ta sẽ không đến phủ tướng quân chỉ vì một buổi tiệc sinh thần đâu. Sinh thần các năm trước của cháu, lão phu quá bận nên không đến được. Nhưng mấy hôm trước ta có nghe nói hai mẹ con cháu sống ở phủ này gặp chuyện không vui nên ta mới đến thăm. Cửu cửu, chúng cháu... Thật sự có chuyện này sao?
Nói đi, cửu cửu xem là kẻ nào dám ức hiếp hai mẹ con cháu nào. Hôm nay lão phu sẽ đòi lại công bằng cho hai người. Hóa ra hắn là cứu binh Tống thị mời đến đây, định cố tình soi mói sao? Ca ca, bọn muội mọi bề đều ổn, có lão gia bảo vệ làm gì có ai dám ức hiếp bọn muội. Thật sao? Nhưng trên đường đến đây ta có nghe nói muội bị người khác đuổi khỏi vị trí, có chuyện đó hay không? Chuyện này... Tống thượng thư, ngài không biết đầu đuôi sự việc. Ta chỉ biết là hôm nay là sinh thật của cháu ta, mà mẹ đẻ nó lại không được ngồi lên vị trí chủ mẫu. Phủ tướng quân định để người ngoài cười vào mặt muội muội ta sao? Sao lại thành ra như vậy? Chẳng lẽ là mẹ mời cửu cửu đến sao? Tống đại nhân không nên nói vậy. Phủ tướng quân xưa nay vẫn luôn hòa thuận, Tống đại nhân đừng nghe. Đừng nghe lời chi đẻ của những kẻ có lòng dạ bất trắc. Hả? Chẳng lẽ những thứ lão phu đang tận mắt chứng kiến cũng là giả sao? Điều Tống đại nhân thấy là gì vậy? Hôm nay phủ tướng quân làm yến tiệc mừng sinh thần cho Văn Tịch, vợ chính thất của cha ta ngồi bên cạnh chủ trị, có vấn đề gì sao? Những lúc trước mùi mùi của lão phu... Tống đại nhân, vợ lẽ ngồi lên vị trí chủ mẫu, chuyện mất mặt phủ tướng quân như vậy, Tống Di Nương không hiểu, chẳng lẽ Tống đại nhân cũng không hiểu sao? Ngươi... Từ bây giờ con đanh con sở Tịch Giao lại biết ăn nói quyết đoán như vậy? Hôm nay là ngày vui, chi bằng ngày mau vào chỗ ngồi thì hơn. Cứ rằng con mãi như vậy mới là khiến khách cứa cười vào mặt đấy. Người đàn ám chỉ lão phu sinh sự sao? Ngươi đúng là ngông cuồng thật đó. Sao nào? Cô ấy không được lép phép làm vậy sao? Cô ấy không những là đại tiểu thư của phủ tướng quân, còn là vương phi của bổn vương. Lão phu mắt mờ không hề phát hiện ra Cẩn vương gia cũng ngồi ở đây. Lúc nãy tranh luận với vương phi là do lão phu có lỗi, kính mong điện hạ thứ tội. Không ngờ Cẩn vương cũng đến, hơn nữa còn khư khư bảo vệ sở Tịch Giao. Thường thì bốn vương sẽ không xen vào chuyện nhà phủ tướng quân, dù sao thì bốn vương không có khí thế lớn như vậy. E đàn ông ta đã không ngờ đến, hôm nay Cẩn vương cũng đến, mà bản lĩnh, nó bóng gió của Cẩn vương lại xuất sắc như vậy. Rõ ràng hôm qua Cẩn vương đã can dự vào, nếu không thì làm sao con đanh sở Tịch Giao có thể chèn ép mình và lão phu nhân đến vậy? Điện hạ nói đùa rồi, Thả Quan chỉ không ngờ cháu ta lại có phúc lớn như vậy, với lại có chút quan hệ với vương gia cũng là vinh hạnh của Hạ Quan. Tống đại nhân, khách sáo rồi, đệ đệ của vương phi cũng là đệ đệ của ta. Vương phi muốn chúc mừng sinh thần đệ ấy thì bổn vương tất nhiên phải tham gia rồi. Còn cố đứng đó bắt quàng làm họ nữa chứ, tiếc là Cẩn vương không có dễ trúng chiêu như vậy đâu. Đột nhiên bổn vương nhớ ra lâu lắm rồi bổn vương không được gặp. Tống đại nhân thì phải. Hình như sinh nhật hoàng hậu, Tống đại nhân đã vắng mặt. Hôm đó Hạ Quan không được khỏe, vì nhiễm phong hàn nên không đến được, thứ lỗi đã để vương ta phải bận tâm rồi. Thì đã là vậy, Tống đại nhân phải nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Cảm ơn điện hạ đã quan tâm. Có vẻ Tống Nguyên Khuê đang chột dạ, chẳng lẽ là có chuyện gì hổ thẹn không muốn để người khác biết sao? Hôm nay có quá nhiều người lạ đến dự, nếu không phải là cần phải giữ thể diện cho cha mẹ thì ta tuyệt đối sẽ không để yên đâu. Vương phi, nàng định cảm ơn ta thế nào? Hả? Nếu con có bổn vương thì tên Tống Nguyên Khê đó sẽ còn dám bám mãi không buông, vậy thì tiệc sinh thần sẽ không được yên ổn đâu. Rõ ràng là ngài tự nguyện chứ đâu phải ta cầu xin giúp đỡ. Vương phi, nàng cảm ơn. Ta biết là ngài sẽ giúp ta mà. Vương phi biết là tốt rồi, nhưng bổn vương càng muốn nàng dùng hành động thực tế để cảm ơn hơn, chi bằng tối nay. Quà mừng đến. Chật, chuyện này là sao? Vì sao không thông báo trước? Lão tướng quân, đây là quà do Dục vương phủ đưa đến, chắc vương phi của Dục vương có đặc biệt dặn dò là phải đưa đến trước mặt tướng quân. Giờ Sở Tịch Ngọc gửi đến, cô ta định giở trò gì vậy? Dục vương phi nói vương phi có chuyện không thể trực tiếp đến được, việc gì cũng phải nhờ đến Cẩn vương phi giúp đỡ, tướng quân và phu nhân lo liệu, cô ấy cảm thấy rất có lỗi. Không đến nhưng vẫn cố tỏ vẻ quan trọng, lại còn cố ý nhắc đến mình, cứ như thể mình là chân sai bạc cho cô ta vậy. Tiếc là cái kiểu tặng quà làm màu lại là quà chẳng đâu ra đâu như thế này, ta không nghĩ phủ tướng quân sẽ chịu khuất phục đâu. Đây là do nhị tiểu thư gửi đến, chẳng lẽ lại là ý của Dục vương điện hạ?
còn cố tình đưa đến trước mặt tướng quân, chẳng lẽ phủ tướng quân lại thiếu tiền chắc? Chút tiền con này cũng đi ra vẻ, thật là khó coi. Dược Vương Phi còn nói hôm nay là sinh thần của thiếu gia, cô ấy còn nói thân làm tỷ tỷ, cô ấy và Cẩn Vương Phi ai cũng tặng quà chúc mừng, dù là quý giá đến đâu cũng đều là để bày tỏ tấm lòng. Cô ta cũng xứng làm tỷ tỷ Văn Tịch sao? Nói lên nói xuống chẳng qua chỉ là để so sánh quà mừng với ta. Dục Vương Phi quả là có tâm, ta làm tỷ tỷ ruột của Văn Tịch, tất nhiên là coi chuyện đến đây là chung vui là món quà quan trọng nhất, còn những thứ khác chính là tâm ý của vương gia nhà ta. Nói vậy cứ như nhị tiểu thư không phải là ruột thịt của phủ tướng quân vậy. Đúng vậy, quà mừng đều là do Dục Vương phủ mua tặng sao, tuy nhiên là có hơi nghèo nàn một chút, đến giữ mới là món quà tốt nhất, tặng qua loa bằng tiền là quê mùa. Ngươi hãy chuyển y nguyên lợi của ta cho cô ấy. Vâng. Cờ không lui xuống. Khoan. Về bẩm báo với chủ nhân nhà ngươi, phủ tướng quân xin nhận quà mừng. Ngoài ra về báo lại là chớ quên trả tiền còn nợ Cẩn Vương phủ. Rương tiền này không có nằm trong số đó đâu. Dùng danh nghĩa của Dục Vương phủ để tặng tiền ngay trước mặt Cẩn Vương, chẳng lẽ là cố ý nhắc nhở chúng ta mau chóng đòi nợ? Dục Vương phủ chịu chi như vậy hẳn là tiền bạc rất dồi dào. Vậy thu gom lại mà trả đủ cho Cẩn Vương phủ nhé, chứ có gửi nhầm chỗ đấy. Sở Tịch Ngọc à, ngươi không chỉ là mất mặt người nhà mình mà còn là mất mặt cả Tư Không Thánh Dục nữa. Trước đó Dục Vương bị hoàng thượng hạ lệnh phải trả tiền cho Cẩn Vương, đến nay vẫn chưa trả, chẳng lẽ lại không trả được ư? Đã nợ tiền còn bày đặt huênh hoang tặng tiền, đúng là phong bạc. Một canh giờ sau. À! Người to gan lắm. Điện hả? Sao chàng lại đánh ta? Sao lại đánh ngươi? Ngươi còn không rõ sao? Ai cho phép ngươi tự tiện động vào đồ của bổn vương? Ta không động vào. Còn xảo biện, ngươi gửi bao nhiêu tiền đến phủ tướng quân còn không biết sao? Chuyện này ta, điện hạ, đó đều là tiền bóng lọc hàng tháng của ta mà. Ta không có động vào tiền của điện hạ, đó đều là tiền của ta. Chẳng phải những thứ này đã được gửi đến phủ tướng quân rồi sao? Cái gì mà là của ngươi? Ngươi đã được gả đến đây thì mọi hành vi của ngươi đều nhân danh bổn vương. Tiền ngươi tiêu đi cũng đặt của bổn vương. Không ngờ ả đàn bà này lại tự ý quyết định, là mình không biết đầu đuôi tai nheo thế nào. Vâng, thưa điện hạ. Tại sao ngài ấy lại nổi giận như vậy? Là vì không được mình thông báo. Gửi đến cho tất cả mọi người xem, ngươi cũng thật là hào phóng đấy. Ngươi có biết là mình đã làm bốn vương mất mặt thế nào không? Điều đáng hận hơn cả là thất đệ lại có mặt ở đó. Điện hạ, ta không có biết. Ta chỉ dùng danh nghĩa của mình đi tặng, sao lại có thể? Từ khi thành thân, ngài ấy gần như chưa từng chạm vào mình, khó khăn lắm mới gần sát được như vậy, nhưng lại là trong tình cảnh này. Danh nghĩa của ngươi, ngươi tự đi xem người của phủ tướng quân đang bàn luận cái gì đi. À, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sở Tịch Giao lại là con tiện nhân này, vốn dĩ định dùng hòa mừng để thể hiện thân phận tiểu thư của phủ tướng quân của mình, cũng là để so sánh với cô ta. Không ngờ không những bị Sở Tịch Giao chế nhạo ê chề mà còn khiến Dục Vương nổi giận. Người đâu, tịch thu toàn bộ tài sản của Ngọc Trắc Phi, sau này nếu không có sự đồng ý của bổn vương, không cho phép cô ta động đến tiền tài của bổn vương. Điện hạ, hôm nay là do ta sơ sót, lần sau ta nhất định sẽ không dám tự ý hành động nữa. Nhất định là Sở Tịch Giao cố ý chia rẽ quan hệ của mình và Dục Vương. Mất hết mặt mũi rồi mà còn có định có lần sau. Số tiền tài này đều là do mình cóp nhặt từng đồng lúc còn ở phủ tướng quân. Tích cóp bao nhiêu năm nay cuối cùng không còn lại gì. Bổn vương không biết là người lại có lòng tham như vậy đấy. Nói đi, số tiền này từ đâu mà có? Đây đều là những thứ ta tích cóp từ hồi còn ở sở phủ. Bổn vương đánh giá người thấp quá rồi. Người không chỉ có thủ đoạn kéo người khác lên giường mà không ngờ kỹ năng tích tiền cũng thâm hậu như vậy. Mẹ đang hạ nhục mình. Cửa số tiền này đến chỗ thất đệ, bảo là do bổn vương trả đệ ấy, phần tiền còn thiếu sau này ta sẽ trả tiếp. Số tiền mình không nỡ tiêu, không ngờ giờ đây lại bị gửi đến chỗ của Sở Tịch Giao. Mình thê thảm, mọi điều như vậy đều do cô ta hại, thế mà cô ta lại có được bỏ thứ. Không được, mình không được thua, mình không được thua. Cô ta hủy hoại mọi thứ của mình nhất định không để cô ta được sống yên ổn. Sở Tịch Giao, ta sẽ bắt người phải trả gấp ngàn lần.